Dạ, rất là biết ơn sự hiện diện của tất cả các anh chị đã có mặt ở buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay là chúng ta là buổi thứ thứ sáu phải không ạ? Không cảm Nay là buổi thứ sáu. Dạ, Nhật Anh rất biết ơn. Dạ, hôm nay là thầy Toàn như là đã chia sẻ với lại dạ các anh chị cả nhà của chúng ta ngày hôm dạ qua là thầy có việc đi ra miền Bắc để gặp các anh chị hôm tối hôm nay thì giao lưu với lại các anh chị mentor with ở miền Bắc, nên là thời gian đó thì Nhật Anh rất may mắn là được thầy cho cơ hội được đồng hành và chia sẻ với cả nhà trong hai buổi tối là tối hôm nay và tối ngày mai về chủ đề sâu hơn về cấu trúc của con người. Dạ, Nhật Anh rất biết ơn thầy và biết ơn các anh chị biết ơn sự hiện diện của các anh chị ạ. Nhật Anh thấy thầy Thống đang cầm một cây guitar. Dạ không biết là thầy Thống chia sẻ thầy Thống hát phải không ạ? Dạ không, Thống cầm cái đàn guitar tại nãy giờ Thống đang ký âm mấy cái bài hát của Quyết Bình đó thầy. Dạ, Dạ. chưa kịp bỏ xuống đó thầy nhờ lắm. Dạ, biết ơn thầy. Nhật Anh rất là may Recording in progress. rất may mắn khi có nhân duyên được theo thầy, được đồng hành và cùng làm việc với thầy công tác tại tổ chức đào tạo WIT. Dạ, thì Nhật Anh đóng vai trò là người hỗ trợ cho thầy về mảng chuyên môn về nội tâm. Dạ, hôm nay thì có cơ hội được giao lưu với cả nhà để cùng nhau làm rõ sâu hơn về chủ đề cấu trúc của con người. Một lần nữa thì Nhật Anh xin trân trọng biết ơn cả nhà. Thông như theo như là thường lệ đó, thì chúng ta đầu buổi thì sẽ tạo điều kiện cho một số anh chị giao lưu chia sẻ về bài học tâm đắc ngộ ra trong suốt những ngày vừa qua. Thì ở đây Nhật Anh thấy có một số cánh tay giơ lên nè. Nhật Anh xin mời các anh chị chia sẻ về bài học tâm đắc ngộ ra của mình nè. Xin mời Lucky Trần. Con trai Ngọc Khánh còn ở đây không? Hình như là ông đi đâu rồi đó. Thôi vậy tí là nếu ông quay lại thì chia sẻ sau hen. Xin mời Hồng Nguyên ạ. Hình như là hôm qua mình học tánh không với các anh chị. Nhưng anh nhớ là cuối buổi ngày hôm qua học tánh không nên là thấy hình như không khí hơi thanh tịnh. Tánh không an vui thanh tịnh hết rồi. Chào thầy Nhật Anh, chào cả nhà. Xin chào chị Thùy Dương ạ. Xin mời Phạm Quỳnh Chi ạ. Chào thầy, chào cả nhà. Vâng, em xin trân trọng cảm ơn thầy cùng cả nhà đã cho em cơ hội để chia sẻ. Thì em tên là Phạm Quỳnh Chi, em đang ở Quảng Ninh, là sinh năm 4, em 20 tuổi. Ta đào hoa thầm cái bài học tâm đắc ngộ ra của em thì nói về cái tính không đó, thì đã có thực sự là em có duyên biết đến, rất là cảm ơn nhân mạch của em đầu tiên đấy chính là cô Chuyên Siêu Kiều có gieo duyên cho em học cái thấu hiểu nội tâm K13 đấy. Thế nhưng mà không hiểu vì sao mà em vào lớp rồi, em đã vào lớp rồi nhưng em không tài nào em nghe nổi á, em chỉ nghe được đúng một buổi đầu tiên, thì đến buổi thứ hai là em không thể nghe được nữa, em ao ra ngoài sau đấy em không nghe lại. Thì sau đấy lại có một nhân viên nữa là bạn Tạ Sen á, thì bây giờ bạn đang học Mentor Week 3 đó, thì bạn lại có, dạ vâng, bạn có gửi lại cho em bảo là chị ơi chị cứ nghe đi. Thì bạn có chia sẻ với em rất là nhiều cái hiện thực của bạn ấy là sau khi mà học thấu hiểu nội tâm ấy, thì bạn có gửi cho em K12, thì lúc đấy em tự em nghe thôi, em chỉ nghe lại đấy, thì lúc đấy thì không hiểu vì sao thì em lại ngộ ra rất là nhiều điều sau khi mà em nghe K12. Thì đó, sau đó là em cứ tiếp tục em nghe K13, 14, 15, và đến rồi K16 thì em mới vào học, và bây giờ đến K17, 12. Thì cái bài học tâm đắc ngộ ra ở trong cái thấu hiểu nội tâm thì nó rất là nhiều, nhưng mà ngày hôm qua ấy thì là thầy có nói về tính không á, thì đã có một lần thì tự nhiên là em đã được ngộ, được nhận cái tính không đấy giống như thầy nói đấy, tức Tánh là không, đã vào qua cái tính không là tánh đấy, không. đã vào hôm qua là thầy nói về cái tánh không á. Thì rất là may mắn đấy, có một lần là em đã thực, tại vì là em có học và có nghe đấy, nhưng mà em biết là như vậy thôi nhưng không hiểu, tức là em không cảm nhận được và cũng không hiểu là phải làm như thế nào ấy. Thì em có hỏi Tạ Sen rất là nhiều, em bảo là chị cơ chị cứ nghe đi, cũng nghe thầy nói và em cũng rất tin, và là cứ cái này thì cứ phải nghe nghe và tự ngẫm tự hiểu và tự tự cảm nhận mình ấy. Thì trong một lần thì là cách đây có mấy hôm rồi đấy,
Thì hôm đấy là tự nhiên là chồng em về nhà và có gửi lương cho em á, gửi lương tháng này cho em. Thì anh ấy tự nhiên anh nói với em một câu là: em ơi, tháng này anh chót, ngày hôm qua anh cho đánh bạc hết hơn 5 triệu. Mà thực sự ấy, em cũng không hiểu vì sao những lúc đấy là đầu em nó trống rỗng luôn ấy. Em chỉ nghe và em biết được như thế thôi, tức em không có một cảm xúc gì. Như bình thường thì em thực sự là nếu mà nghe như vậy thì chắc là em chắc là rất là cáu ấy, rất là cáu giận và nổi điên lên rồi đấy. Nhưng mà không hiểu vì sao cái lúc đấy thì em đầu óc nó trống rỗng luôn, em không nghe gì cả, em không 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 có một cái phản ứng gì cả. Thế đến lúc mà chồng nói lần thứ hai, anh ấy nói đến lần thứ hai thứ ba ấy là: em thông cảm của anh nhé, anh chót rồi, thế thôi lần sau anh không như thế nữa. Thì tự nhiên em lại bảo: ờ thì thôi lần sau nếu mà anh đã biết được như vậy thì thôi lần sau rút kinh nghiệm, đừng có mắc như thế nữa. Thì không hiểu vì sao, thì bình thường ấy thì anh cũng bảo là thôi đừng mà, tức là anh cũng bảo là thôi đừng mắng anh nữa nhé. Tại vì bình thường là nếu chẳng hạn là có những chuyện như vậy là em có thể em nói hàng tháng trời luôn ấy, em nói đi nói lại, nói nhai nó nhiều, rất nhiều ấy thầy, tức là cứ cằn nhằn suốt ngày suốt tháng rồi á, cằn nhằn đến nỗi mà có lúc của chồng em phát cáu lên ấy, bảo là người ta biết rồi cứ nói lại nói mãi mãi ấy. Thế nhưng không hiểu sao lúc đấy thì em lại không có cái cảm xúc gì, không cáu, không có cái cảm xúc gì, mặc dù là 5 triệu thật sự là đối với gia đình em là cái đấy là gần như là 1/4, 1/5 tháng lương rồi, nó không phải là nhỏ ấy. Thế là em, nhưng em không có một cảm xúc gì cả, tức là không hề giận chồng cũng không hề có cái cảm giác tiếc của hay là như thế nào ấy. Thì em chỉ nói với chồng em một câu: thì thôi lần sau chồng ngoan thì đừng biết như vậy rồi, thì lần sau không ấy nữa. Thế thì không hiểu vì sao những cái ngày sau đấy ấy, thì chồng em tự nhiên lại trở nên rất là ngoan, tức là nó rất là ngoan luôn đấy, thực sự là ngoan đến mức độ mà em cả ngạc nhiên, con em cũng ngạc nhiên luôn, nó bảo là sao hôm nay bố ngoan thế, mấy ngày nay bố ngoan thế. Thì đấy đấy là cái cảm xúc của khi mà em nhận được cái tính tông, tức là cái lúc như thầy nói ấy, tức là cái tánh tông là khi tất cả cái thông điệp nó truyền tải đến mình ấy, nó không qua lớp tơ lớp tánh, không qua lớp tình, tức là mình chỉ biết là mình đang nghe như thế thôi, mình không khởi lên bất kỳ một cái cảm xúc hay là cái có cái sự phân biệt hay có cái đánh giá gì cả. Thì đấy là cái lần đầu tiên em cảm nhận được. Và sau đấy ấy, thì là cũng tại vì sau trong cái thời gian em nghe ấy, em cũng có cảm nhận thấy là mọi người cũng hay cứ hỏi em là tại sao đầu óc dạo này nó cứ bị đơ ấy. Tại vì đầu óc em có nghĩa là em nghe, nhưng em nghe rất là nhiều cái, nhưng mà tự nhiên đầu óc mình nó như kiểu nó bị rỗng, nó không 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 cảm nhận là nó không tiếp nhận được cái thông tin mọi người đưa vào nó nhanh nhẹn như mọi khi ấy. Thì cũng nói thì bình thường cũng chỉ bảo là ờ cứ đợi đợi tí, đầu nó đau loát, tức là cứ như vậy ấy. Thì đấy là cái cảm xúc của em khi mà ngày hôm qua em cảm nhận được cái tánh không nội tâm á. Đấy là tại vì cái tánh không của vạn vật thì em đã nghe cái câu chuyện cây bút cũng có hiểu một chút, nhưng mà lần đầu tiên mình nhận được cái tánh không của nội tâm ấy, thì thực sự là cái cảm xúc nó rất là xúc động, và rất là đến mấy ngày hôm sau vẫn còn nhớ cái cảm xúc lúc đấy luôn ấy, rất là muốn chia sẻ với mọi người. Thì em ngày hôm qua đấy thì em cũng có một cái nghi vấn mà mong thầy có thể chỉ cho giúp em với, tức là em có một cái nghi vấn ấy. Thì tức là nhá, ở trong cái ngày hôm qua mình học về cái cấu trúc con người thì mình biết được là cái tâm á, cái tâm là cái ý chứa nghe thấy nó biết mà được bao bọc bởi điện từ quang, đúng không ạ? Vậy thì trong cái công thức cội nguồn ấy thì mình cũng biết được là cái hình ảnh tâm trí của mình thì nó bắt nguồn từ cái nghe thấy nó biết đó, nó là cái đầu tiên để nó tạo ra cái hình ảnh trong tâm trí của mình. Thì em có một cái nghi vấn là em không biết là cái nghe thấy nói biết ở trong cái cấu trúc con người đấy ấy, với cái nghe thấy nói biết ở trong cái cấu trúc à cái công thức cội nguồn ấy thì nó có cái gì khác nhau không ạ? Thì em có cái nghi vấn như vậy thôi ạ, thì mong thầy có thể giúp em giải đáp, rất là trân trọng biết ơn thầy cũng mọi người có cho em có cơ hội để chia sẻ ạ. Rất cảm ơn ạ. Tính ra học nhiều khóa rồi, học giỏi quá Dạ. ha. Nghi vấn về nghe thấy đó biết ở Dạ. trong cái ý, ở trong cấu trúc của con người khác ra sao so với nghe thấy nó biết của công thức cội nguồn cuộc sống. Dạ Đây là một nghi vấn rất hay đó các anh chị. vâng. Nghi vấn này sẽ giúp mình làm rõ ra là cũng là hai chữ, xin lỗi là bốn chữ, nghe thấy nói biết. Nhưng mà ở cấu trúc con người thì nó sẽ khác so với lại nghe thấy nói biết trong công thức cội nguồn cuộc sống, mặc dù là hình tướng chữ giống nhau. Các anh chị có nhớ về công thức cội nguồn cuộc sống không ạ? Kết quả cuộc sống á, do chọn lựa của mình nè, chọn lựa do tính cách của mình, tính cách do thói quen định hình nên, rồi thói quen do hành động, hành động từ suy nghĩ ra, suy nghĩ thì từ niềm tin, đúng không ạ? Niềm tin do hình ảnh tâm trí quyết định nên, rồi hình ảnh tâm trí thì được tạo nên từ do nghe thấy nói biết, nó huân tập lại, nó tạo ra hình ảnh. Cả nhà có nhớ công thức này không ạ? Cả nhà nhìn lại cái hình ạ. Thì bản chất á, để Nhật Anh chia sẻ màn hình đi, Nhật Anh xin phép chia sẻ màn hình cho các anh chị thấy.
Màn hình các anh chị nhìn thấy rõ phải không các anh chị? Rất rõ thầy ơi. Dạ, cảm ơn anh Thái. Đây là cấu trúc của con người chúng ta. Đây là cấu trúc con người hôm qua các anh chị đã vẽ vào. Thì sâu xa nhất cội nguồn của cuộc sống. Hơi tối hả? Hơi tối hả anh Đăng Khoa? Dạ, nó chỉ sáng ở một góc bên trái đó này, còn bên phải nó vẫn giống sáng bên đây phải không? Dạ đúng không? Sáng bên đây thì chỉnh lại cái đèn. Chói dữ không? Chói dữ không các anh chị? Rõ rồi đây. Rồi mình rất là rõ mà thầy ơi. Rất rõ. Dạ. Không tối thôi, không tối nhiều đâu thầy ạ. Dạ được, cảm ơn các anh chị. Đây là cấu trúc của con người chúng ta. Những vị thiện đại tri thức đã cho chúng ta một cái hiểu biết rất quan trọng các anh chị. Đó là chúng ta thấu hiểu lại, thấu hiểu về, nhìn tìm lại, tìm về cội nguồn cuộc sống của chúng ta theo góc nhìn của tôn giáo, theo góc nhìn của nhà Phật. Thì sâu xa nhất bên trong con người của mỗi chúng ta, đó là cái hàng nghe, hàng thấy, hàng nói, hàng biết. Do cái ý làm chủ nó bao bọc bởi điện từ quang. Thì cái này là nghe thấy nói biết của cấu trúc con người. Bản chất của nó là thanh tịnh. Bản chất của nó là luôn luôn nghe, luôn luôn thấy, luôn luôn nói, luôn luôn biết. Hay còn gọi là hàng nghe, hàng thấy, hàng nói, hàng biết. Thì khi mà cái thấy của chúng ta luôn luôn thấy này, nếu mà mình nhìn thấy nhưng nó bị dính vô lớp tánh, những gì các anh chị nhìn thấy ở đây bị dính vô lớp tánh. Ví dụ như lúc nãy các anh chị nhìn thấy ánh sáng đó, nhìn thấy cái góc bên trái này nó bị sáng nè, nó sáng lên, còn bên phải thì nó tối hơn. Thì cái thấy đó của chúng ta nó đã bị dính các anh chị, nó dính vô trong cái lớp tánh của mình, dính vào phân tích phân biệt và dính vô lớp tình của mình, lớp tánh với lớp tình. Thì cái thấy đó đó nó đã bị dính vào thì nó sẽ, cái đó là cái thấy ở trong công thức cội nguồn cuộc sống đó chị Quỳnh Chi. Bản chất là tánh nghe, tánh thấy, nhưng do nó bị huân tập cho hàng ngày của mình nghe, mình thấy cái gì thì mình nhìn thấy cảnh ở ngoài đây tác động vô, thì cái thấy của mình đã bị dính vô trong những cái hình tướng ở ngoài. Thì nó dính vô thì cái chữ thấy đó nó không còn là tánh thấy nữa. Cái thấy đó nó đã bị dính vô thì nó tạo ra hình ảnh tâm trí. Có thể là hôm nay hoặc là ngày mai, để xem coi là bối cảnh hôm nay chúng ta có chia sẻ hết về tánh người không. Thì nếu chia sẻ xong á, thì sẽ có một cái học phần mang tên là nguyên lý vận hành của tiềm thức. Thì ở học phần đó chúng ta sẽ thấu hiểu sâu sắc hơn là thông qua nghe thấy nói biết á, thông qua lớp tánh với lớp tình á, nó đã được huân tập lại. Huân tập là một cái thuật ngữ, có nghĩa là huân tập có nghĩa là tụ lại, có nghĩa là giữ lại, gom lại, giữ lại, chất chứa lại để ở trong cái tiềm thức của chúng ta. Nhà khoa học thì người ta gọi đó là tiềm thức. Khoa học thì gọi là tiềm thức, còn nhà Phật thì gọi là tàng thức. Thì có thể là vào ngày mai chúng ta sẽ giao lưu và tìm hiểu sâu hơn về nguyên lý vận hành của tiềm thức. Thì khi đó là nghi vấn của chị Quỳnh Chi sẽ được giải đáp ở lúc đó. Thông qua nghe thấy nói biết, bản chất luôn luôn nghe, luôn luôn thấy, luôn luôn nói, luôn luôn biết, hàng nghe, hàng thấy, hàng nói, hàng biết. Nhưng do dính vô lớp tánh, dính vô trong đây, mình tưởng, mình dính lớp tưởng, dính vô hình tướng ở ngoài, nên nó đã huân tập lại và nó tạo ra hình ảnh tâm trí. Vậy thì dính hình ảnh tâm trí rồi, thì những cái hình này nó phải giữ ở đâu đây? Thì phải có một cái kho để chứa những cái hàng đó. Hình ảnh nó gọi ví von như là, ví dụ như là những cái hàng đó các anh chị, đồ vật á, thì đã dính lại có nghĩa là nó tạo ra những hình ảnh đó, thì chắc chắn phải có một nơi để nó chứa lại. Thì cái nơi đó nó gọi là tiềm thức, hay còn gọi là tàng thức. Ngày mai mình nói tới nguyên lý vận hành của tiềm thức, thì mình sẽ thấy là bây giờ cái thấy cái nghe hàng ngày của mình dính vô thì nó sẽ lưu giữ lại. Nên khi là khi đặt ý tới nó, khi mình nhắc tới, giờ mình nhắc tới chồng mình, nhắc tới con mình, thì ngay tức khắc liền có hình ảnh hiện lên. Ví dụ như bây giờ chị nhắc tới chồng nè,
Chị Quỳnh Chi là có gia đình rồi phải không ạ? Dạ vâng, em có gia đình rồi ạ. Vừa nhắc tới chồng, vừa nhắc đến con thì hình ảnh gì xuất hiện đầu tiên liền? Thì cái đó đó là thông qua những gì mà đã từng thấy trước đó, nó lưu hình lại. À dạ vâng. À thì cái thấy nghe đó không còn chân thật nữa. À dạ vâng, thì nếu vậy thì ở trong cái công thức của nguồn ấy thì cái đấy chính là nghe thấy nói biết đúng không thầy ạ? Nghe thấy nói biết nhưng nó bị dính. À, do nó huân tập nên nó giữ tạo ra hình ảnh tâm trí. Nhưng mà cội nguồn sâu xa nhất là của con người của mình là nó đến từ nghe thấy nói biết. Đã vâng. Tánh chân thật của mình, cái sự chân thật sâu nhất bên trong con người của mình theo nói theo nhà khoa học là sự chân thật. Còn nói theo nhà Phật nó là Phật tánh hay là chân tánh hay là chân như. Vâng. Đã vâng. Đã vâng, rất trân trọng biết ơn thầy. Hôm nay là em sáng tỏ cái này rồi đấy ạ. À vâng, em cảm ơn ạ. Nãy chị nói còn nghi vấn gì nữa phải không chị Chi? Dạ, em chỉ có một cái nghi vấn đấy thôi ạ. Một cái ha. Dạ vâng, dạ vâng, cảm ơn thầy ạ. Nhận được tánh không hả? Dạ vâng, tức là lần đầu tiên nhận được cái cảm giác, tại vì em nghe rồi nhưng mà khi mà nói đấy thì nghe rất là nhiều, nghe từ 12K12 đến giờ nhưng mà nghe thì chỉ biết là như vậy thôi. Và thực sự là cái nhân phần nhất là phần cấu trúc con người nó nằm ở cái phần đúng gọi là cái phần tri thức của em không biết luôn á. Thế cho nên em cũng phải nghe đến tận K15 thì em mới hiểu một chút, gọi là mới biết một chút về cấu trúc con người. Nghe thì để biết vậy thôi, nhưng mà cái phần tánh không thì em cũng có hỏi bạn xem rất là nhiều lần ấy, là cái tính không của vạn vật thì em hiểu trong câu chuyện cái bút thì em hiểu, em có thể kể cái câu chuyện đấy cho mọi người nghe được, nhưng cái phần về tánh không của tâm thì em không hiểu. Thì tại sao cũng có nói với em là chị cứ nghe đi, chị cứ huân tập dần dần, cái này thì mình không dùng ý thức được ấy, thì em cứ nghe như vậy thôi. Thì đến hôm đấy thì tự nhiên thì lần đầu tiên em cảm nhận được, đến mấy ngày sau em có kể lại tạ xe này, tạ xe em bảo với em rằng là wow, tuyệt vời quá, đấy là quá là ngon rồi đấy. Thì đấy thì em biết được rằng là đấy là lần đầu tiên mình cảm nhận được, mình nhận được cái tính tánh không của nội tâm mình ạ. Và rất là trân trọng biết ơn tổ thầy và cùng với cả nhà đã cho em có cái cơ hội đấy. Tính không thì có thể mình suy nghĩ mình luận ra. Đã vâng. Nhưng mà tánh không thì càng suy nghĩ là càng xa rời nó. Dạ vâng. Chính vì càng suy nghĩ càng xa rời đấy, thì cho nên là bạn ấy cũng bảo em là chị không phải nghĩ gì cả, chị cứ nghe đi, cứ nghe và huân tập dần dần đấy, cứ nghe và huân tập dần dần và tạo dựng phước đức cho mình ấy. Thì là đến một ngày tự nhiên chị sẽ nhận được thôi. Và cái lúc đấy thì cái này nó cũng không thể kiểu không thể tả được. Các thầy cũng bảo là cái tính tánh không của nội tâm thì ai cũng sẽ nhận được, cái vấn đề là cái lúc nào ấy mình nhận được mà thôi ấy. Cho nên em cứ nghe đó đấy. Thì hôm đấy em nhận được, em cảm thấy nó rất là hạnh phúc, em chia sẻ ngay với bạn ấy đấy. Cảm ơn thầy. Nhận được thì tốt quá, do có công đức đó. Nay mình sẽ nói tới là công đức. Trong hai ngày này mình sẽ nói tới công đức. Công đức, ác đức, phước đức với công đức. Thì người có công đức thì sẽ nhận được cái sự chân thật của mình. Nó đơn giản hơn. Dạ vâng ạ, rất là trân trọng với đơn thầy. Nhận được tánh thông xong rồi ông chồng ngoan hơn hả? Dạ vâng, chồng em ngoan lắm luôn ấy. Tức là một tuần nay rồi chồng em ngoan lắm luôn, em cảm thấy bất ngờ luôn ấy. Tại vì trước thì em cũng có học phát triển bản thân cũng có. Và thực sự là sau khi học cái này rồi ấy, thì có một cái điều mà rất là hay và tâm đắc ấy. Thứ nhất là của thầy em nói luôn luôn nhớ một câu đấy là đã là con người thì không có vấn đề. Và thứ hai ấy, đấy là mong cầu sự thay đổi từ người khác là bắt đầu cho đau khổ, và mong cầu cái sự thay đổi cho bản thân mình ấy thì đã bắt đầu cho hạnh phúc. Thì bắt đầu từ đấy ấy, thì em thay đổi rất là nhiều luôn á. Em thay đổi được, nó cũng không dễ dàng, bởi vì là thực sự là em cũng phải từ từ đấy. Thế nhưng mà sau khi mà em có cái trước đấy ấy, là em mong cầu rất là nhiều từ cái sự thay đổi của chồng của con ấy. Tại vì lúc nào nghĩ rằng là mình học phát triển bản thân nhiều như này ấy, mình học như này để về thay đổi mọi người đấy, nọ thế kia đấy. Thế nhưng mà càng học thì lại càng không thay đổi được ai, và mọi người thì càng kiểu nhìn mình là như kiểu gọi là người từ trên trời rơi xuống luôn ấy thầy. Thế đâm ra là thực sự là cảm thấy nó rất là khó chịu và bức xúc luôn trong người ấy. Thế nhưng mà đến khi mà nghe rồi và hiểu rồi thì lại mình mới biết được rằng là mình học không phải là để thay đổi người khác mà để thay đổi chính mình á. Thế mà đến khi mà em thay đổi chính bản thân em, và em có cái tức là cái bớt cái mong cầu từ chồng từ con ấy, thì chồng con em lại có cái sự thay đổi, khiến em tất nhiên là nó đối với em ấy, nó là cái sự thay đổi rất là lớn luôn đấy ạ. Nó rất là lớn, nhất là các bạn hai con gái nhà em luôn đấy ạ. Cái bạn bé nhà em thì rất là ngộ luôn, tức là rất là thích nghe, mẹ cứ nghe này là các bài hát cũng biết ấy, là bạn cũng nghe, bạn này bạn nghe, mà mẹ bài này hay bật cho con nghe đi thì là bạn cũng nghe.
Sau đó là khi mà em tập cái thay quân đổi cốt ấy, thì là em có tập cái bài mà bổ trợ về cái giọng nói của thầy ấy, có cái động tác hay hay này này. Thế là bạn bé nhà em cũng bắt chước mẹ, cũng đứng tựa tường xong cứ hay hay suốt ngày mà cả nhà cười thôi. Bạn ấy rất là thích cái đấy luôn ấy. Và sau đấy là em cũng có nghe, sau khi mà biết nghe nhiều ấy thì em có để ở trong cái loa cho các bạn nghe cả đêm luôn á. Thì là em kể đặt cảm nhận là sau khi mà có cái thời gian cho các bạn ấy nghe đúng là nghe tiềm thức luôn á, thì các bạn ấy có cái sự giao lưu với nhau, nói chuyện với mẹ này và nói chuyện với bố mẹ này, nói chuyện với nhau ấy, nó khác rất là nhiều luôn ấy. Thực sự là em cảm nhận thấy là như thế, rất là hạnh phúc luôn á. Cái đó người ta gọi là đồng ngôn. À vâng, thực sự là cái bạn bé em cảm giác là bạn ấy đúng là rất là đồng ngôn, có thể là đồng ngôn với em, vì em học cái gì là bạn cũng học theo luôn. Bạn ấy không có cái bất kỳ một cái gì là phân tích hay đánh giá cái gì cả, bạn cứ học và bạn mẹ cứ nói cái gì là bạn bắt chước bạn làm theo, bạn không cần hỏi cái gì cả. Bạn lớn thì thỉnh thoảng còn hỏi là mẹ mẹ tại sao lại như này hoặc lại kia, thế nhưng mà bạn bé thì không, cứ coi mẹ làm cái gì là bắt chước làm theo, một cả nhà cứ cười lên thôi, nhưng mà cứ làm theo mẹ còn không cần biết gì cả, mẹ cứ nói gì mẹ nghe gì mẹ làm gì là con cứ bắt chước con làm theo hết, rất là vui vẻ hoan hỉ là như thế. Nên là cảm thấy rất là hạnh phúc ạ. Dạ vâng, rất là may mắn, thực đẹp quá. Dạ vâng, em cảm ơn thầy. Vâng, rất trân trọng cảm ơn thầy cùng với cả nhà đã cho em cơ hội chia sẻ. Em xin phép được tắt mic ạ. Biết ơn chị. Tính ra nhận được tánh không xong có nhiều lợi ích quá hàng cả nhà. Thường là người ta nhận tánh không là người ta an vui thôi, nội tâm nhẹ nhàng an vui. Đằng này là không những an vui mà còn được thêm một lợi ích khác, đó là chồng trở nên ngoan hơn. Nói vậy là thấy chị Hoài với anh Khoa là đang cười nè. Tại vì không thấy có vấn đề á, tại vì không còn nhìn thấy tánh không rồi, tan hết rồi đâu còn thấy vấn đề gì nữa, nên là nhìn chồng thấy chồng đánh bạc hả, nợ 5 triệu hả, thì thấy cũng không còn vấn đề. Không có vấn đề, không có vấn đề gì để bao dung nữa. Nên là nhẹ nhàng, nội tâm nhẹ nhàng. Thì người đàn ông mà được bao dung đó các anh chị. Người vợ, người đàn ông của mình được người vợ bao dung đó. Nội tâm của họ nó ấm áp lắm. Lỡ có làm lỗi gì đó, nếu như không có được bao dung, thì có khi là một là sinh mạng của mình không đảm bảo. Lỡ mà nói ra mà không bao dung thì sao? Thì có khi không còn mấy ngăn, hoặc là tính mạng sẽ bị đe dọa. Nhưng mà được có người vợ bao dung nên là an tâm. Tâm thái bao dung nó hay lắm các anh chị. Khi mà mình học tới cái học phần về giàu tâm thái á, giàu tâm thái là một học phần trọng điểm trong hành trình mà chuyển hóa nội tâm, thấu hiểu về nội tâm của mình để kiến tạo nên sự an vui. Thì có tâm thái á, có tâm thái bao dung, tâm thái trân trọng biết ơn nè, trân trọng biết ơn ở lớp tình, bao dung ở lớp tánh và an vui ở lớp tâm. Thì nhận được sự an vui thì khởi tạo được tâm thái bao dung lên, nhẹ nhàng, không thấy vấn đề nữa. Biết ơn hiện thực của chị. Chị chia sẻ xong là nhiều người phụ nữ chắc là sẽ cho chồng nghe tánh không á, hoặc là họ nghe tánh không họ ngộ ra, để gia đình hạnh phúc lên. Lúc nãy có một anh chị hỏi là, đợi những anh một tí ạ, có hỏi là tánh không với tính không, tính không với tánh không khác nhau làm sao, rồi tánh không có giống vô cảm không. Tánh không á, tánh không là mình chay trong giây phút mà mình tâm cảnh tách nhau ra. Nhưng anh sẽ để lại cái hình hôm qua các anh chị được thấy. Đây. Đây. Đây là cái hình hôm qua nè các anh chị. Tánh không. Nhưng anh sẽ, nếu mà có người hỏi thì nhưng anh sẽ xin phép là chia sẻ một tí về chỗ này. Tánh không với tính không nè, giống vô cảm không. Tánh không có nghĩa là khi mà mình nhận được sự chân thật của mình. Sự chân thật các anh chị đã được nghe qua, đó là những gì á, không thay đổi qua không gian và thời gian. Sự chân thật không thay đổi qua không gian và thời gian. Thì những vị thiện tri thức đã chỉ cho chúng ta, đó là những gì chúng ta nghe, chúng ta thấy, chúng ta nói, chúng ta biết,
Đó là sự chân thật, thuộc cái sự chân thật sâu nhất bên trong con người của chúng ta. Thì khi mà chúng ta nghe, chúng ta nghe, chúng ta thấy mà không dính vô lớp tánh với lớp tình, nghe với thấy, nói biết xuất phát từ sự chân thật bên trong, sâu bên trong nội tâm, nghe thấy, nói biết xuất phát từ sự chân thật, thì khi đó thông điệp truyền tải của mình nó đi thẳng vào trong lớp tâm luôn, nó không có dính ở ngoài. Thì cái trạng thái đó đó nó gọi là tánh không. Khi nhận được sự chân thật thì tánh không sẽ khởi tạo. Thì trạng thái lúc đó nó gọi là tánh không. Tánh không á là của nội tâm. Nhưng anh sẽ ghi lại chỗ này. Có hai cái chữ này nè, chúng ta ghi lại để mình rõ hơn nha các anh chị. Tánh không nè. Cô lấy của em. Không. Em nó sáng tạo ra để cho nó chơi chứ nó sáng tạo. Tánh không với lại tính không. Con chào thầy, con chào cả nhà. Hôm nay con vô trễ. Xin chào con trai Kim Khánh hả con? Không ạ, con tên là Minh Phước, để con đổi lại tên. Minh Phước ha. Em chào thầy ạ, em chào chị. Dạ, xin chào chị Hương Lê. Dạ, em chào thầy. Tánh không đó các anh chị, tánh không là của nội tâm. Tánh không thì là tánh không nội tâm. Còn tính không á là vạn vật. Tánh không là một thuật ngữ, nó thuộc về tánh không của nội tâm. Còn tính không là vạn vật. Ủa má. Tính không có nghĩa là như vậy. Các anh chị nhìn thấy cái cây bút này ạ. Các anh chị có thể pin màn hình của Nhật Anh lên. Các anh chị nhìn Nhật Anh ha. Các anh chị nhìn thấy cái cây này nè. Theo các anh chị thì cái này là có phải là cây bút đúng không ạ? Theo các anh chị thì nó là cái gì ạ? Trong những ngày qua là thầy có nói về tính không chưa các anh chị? Có nói về lúc mà nói tới công thức cội nguồn cuộc sống á, có nói tới ví dụ về cây bút chưa các anh chị? Có rồi, có rồi đó, có rồi. Các anh chị nhớ rồi đó, đây là cây bút. Đối với mình nhìn á, thì mình thấy là cây bút. Còn một con chó nè, hay là con cuốn nó nhìn, thì nó là cái gì? Có thể nó thấy đó là khúc xương nè, hay là đồ chơi. Đồ chơi. Hay là một cái gì đó. Hay là cái gì đó mình không biết, tại vì mình không gọi tên được. Rồi khi mình bỏ cây bút này ở đây, mình đi ra khỏi đây. Con chó cũng đi khỏi đây luôn, không có ai ở đây hết, tắt hết đèn. Thì lúc đó cái cây bút nó còn, nó gọi là cái gì ạ? Tánh không. Không là gì ạ? Không phải tánh không. Không là gì cũng không luôn. Dạ. Tại vì nếu nói nó là không là gì thì có nghĩa là mình đã dính rồi, mình nhận thức nó thì mình mới nói nó là không là gì. Nó là chính nó. Cũng không nói được luôn, cũng nói mà nói là nó là chính nó là cũng dính. Tại vì nó là chính nó là do cái ngôn ngữ của mình đặt vô cho nó. Thì đúng ra là nó không nói được gì luôn. Có người ghi lên, đi lên trên khung chat là chấm 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 là không nói năng gì được hết. Thì nó là nó. Dùng nếu dùng ngôn từ để nói thì có thể nói nó là nó thôi. Thì bản chất của cái vật đó, bản chất của cái vật đó, của cây bút hay là của cái micro này nè, Nhật Anh có cái micro ở đây, của cái micro hay là của cái áo này, hay của cái camera, hay của bất cứ một cái vật gì, thì nó đều giống nhau hết. Nó đều là vạn vật, đều là vật chất hết. Mà ngay cả con người của mình cũng vậy các anh chị. Con người cũng có tính không. Có nghĩa là nó không có gì hết á. Nó có thể thành bất cứ cái gì, tùy thuộc vô cái đối tượng nhận thức nó đặt vô cho nó. Tùy theo.
tùy theo đối tượng nhận thức đặt vô. Vậy thì cái đó là đặc tính của vạn vật. Vạn vật có tính không, bao hàm vạn vật là bao gồm cả chính con người của mình. Chồng của mình cũng có tính không không các anh chị? Chồng mình, con mình. Mình nói chồng mình là vạn vật thì nó cũng kỳ, con mình là vạn vật thì cũng kỳ ha. Nhưng mà hiểu, hiểu ý là nó đồng nhất với nhau. Tính không hết, không có vấn đề gì hết. Mình thấy là vấn đề là tại vì trong đầu mình đó, có cái hình ảnh tâm trí đó nó đè vô, nó phóng ra ngoài nên nó gán vô. Giống như mình nhìn thấy cái này là cây bút, là tại vì trong đầu mình có cái hạt mầm của cây bút, nên là mình nhìn thấy nó phóng ra ngoài thì nó đè vô cây bút, đè vô cái vật đó đó, thì nó biến thành cây bút. Thì cái đó nó gọi là tính không, bản chất là không có gì hết, nhưng có thể trở thành bất cứ cái gì. Nó có thể tiềm năng vô hạn, có thể thành bất cứ cái gì, là tùy theo nhận thức của mình đặt vô. Vậy thì chồng mình, con mình, mối quan hệ xã hội xung quanh, hay là tài chính hay sức khỏe cũng vậy, đều là có tính không hết. Do mình thấy mình bệnh nên là ra kết quả như vậy. Hoặc là thấy mình đầy đủ nè, đầy đủ cũng là do mình đặt ra, đủ đầy. Đó, thì cái đó gọi là tính không. Tính không của bạn, của vạn vật. Đúng vậy đâu. Còn cái tánh không á, tánh không là của nội tâm. Có nghĩa là nhắc tới nội tâm của mình thì nội tâm của chúng ta có tánh không. Khi mình nhận được sự chân thật bên trong nội tâm của mình, nhận lại sự chân thật thì tánh không sẽ khởi tạo nên. Sử dụng tính không, Phạm Thị Diệu hỏi là sử dụng tính không trong trường hợp nào? Thì sử dụng trong cuộc sống, lúc nào cần thì dùng nó. Tại vì ví dụ như mình thấy nó là vấn đề, thì nếu đã thấy nó là vấn đề, một là mình khởi tạo tánh không của nội tâm thì không còn gì nữa hết. Hai là mình dùng cái tư duy của mình nhớ lại, hình như là tính không á, không có, nó không là gì hết thì cũng được. Nhưng mà người hiểu được tính không chưa chắc nhận được tánh không. Nhưng mà người nhận được tánh không thì nhận được tánh không thật sự thì tính không sẽ khởi tạo. Tại vì trong giây phút mà các anh chị nhận cái tính không, nhận cái, xin lỗi, nhận cái tánh không là không còn gì nữa hết. Ví dụ như các anh chị nhớ hôm qua có ví dụ mà thầy Toàn đã giúp đỡ cho lớp của chúng ta làm rõ đó. Hỏi cái chị nào á, hỏi là có bị khùng không? Thì ai nghe mà bị dính vô chữ khùng, sau đó suy nghĩ ra là trời, ông này ông nói gì, mình vô đại học mà ông chửi bới, ông nói gì kỳ vậy, trời sao chưa, sao nói tôi này nọ, thì bị dính vô đó là không còn tánh không nữa, không nhận được sự chân thật. Nhưng mà ai tách ra, nghe chỉ biết là đang nghe thôi, nghe biết mình đang nghe, biết mình đang thấy, biết mình đang nói, nếu làm được biết mình đang nói nữa thì tốt. Nhưng mà đơn giản nhất đó là biết mình đang nghe, biết mình đang thấy. Thì cái đó người ta gọi là tánh nghe, tánh thấy là bè. Các anh chị có thể ghi lại. Tánh nghe, tánh thấy là bè. Đưa người thanh định về miền quê xưa. Tánh nghe, tánh thấy là bè. Có nghĩa là phương tiện để cho mình nhận lại được tánh không, nhận lại được sự chân thật của mình. Tánh nghe, tánh thấy là bè. Nghe chỉ biết đang nghe, thấy chỉ biết đang thấy thôi. Thì khi đó đó, nhận lại sự chân thật, tánh không nó khởi tạo lên. Thì trạng thái trong nội tâm của mình là như lúc nãy chị Quỳnh Chi chỉ chia sẻ đó, là chỉ biết mình đang nghe, biết mình đang thấy thôi. Thì lúc đó là lúc mà đó gọi là tánh không của nội tâm. Nghe thấy nói biết xuất phát từ sự chân thật, không dính vào lớp tánh với lớp tình. Chào thầy Nhật Anh. Xin chào anh Tình. Dạ, xin chào các anh chị. Nhưng anh thấy trong Zoom đang có khoảng 650 người. Các anh chị ở Telegram, nếu có thể thì các anh chị hãy vào Zoom này. Qua Zoom này cho qua đây nè. Zoom đây còn trống lắm. Chứ, dạ. 8 giờ chứ nên mọi người sẽ vào thầy. Dạ. 8 giờ thầy mới dậy về mới vào. Mình cũng vừa là giao lưu mà cũng vừa vào và chương trình luôn đó các anh chị. Vô trọng tâm mình đó. Tánh không của nội tâm ha.
có công đức thì dễ nhận hơn. Thì cái người mà nhận được tánh không, cái người này nhìn hình tướng á, thì sẽ không khác so với lại cái người khùng. Tại vì bị đơ, tại vì biết mình đang nghe, biết mình đang nghe, biết mình đang thấy thôi, chỉ đứng yên, biết hết mọi thứ xung quanh đó, nhưng mà không có phản ứng gì lại hết. Thì nhìn hình tướng thì giống như là bị đơ vậy, nhưng mà thật chất đó là nội hàm khác nhau. Là nó giống như lại vô tâm nè, vô tâm nè, hay là có những người mà vô tâm quá, cái hình tướng vô tâm với lại tánh không nó cũng không khác nhau mấy hết, hay là bị khùng hay là bị đơ, thì nhìn hình tướng ở ngoài không có biết. Chỉ có người nào nhận được tánh không thì liêm chính nội tâm của họ, họ sẽ tự biết. Trong giây phút mà nhận tánh không đó là nóng lạnh tự biết, nóng lạnh tự biết. Các anh chị, bối cảnh này nè, nếu mà có bối cảnh ngày hôm nay đang như thế này và có nhiều anh chị đang giơ tay nữa, thì đây cũng chính là nội dung của học phần luôn đó các anh chị. Vậy thì chúng ta khỏi phải giải lao nghe nhạc ha, chúng ta sẽ vào chương trình luôn. Đó, sẽ chia sẻ tiếp tới thuận theo bối cảnh, rồi khi nào ngưng thì mình giải lao một tí ha các anh chị. Dạ, thì cái đó nó gọi là tánh không. Còn tính không, cái người mà nhận được tánh không thì tính không sẽ khởi tạo. Tại vì giây phút đó không thấy vấn đề nữa, không còn gì nữa hết, biết mình đang thấy, biết mình đang nghe, thì đứng yên lại thanh tịnh, nhưng mà biết hết xung quanh rồi đó, nhưng mà lại không thấy vấn đề. Tại vì đâu có dính cảnh đâu mà có dính vấn đề. Có một cái chữ này các anh chị có thể ghi đó là tâm cảnh không dính nhau. Khi mà nhận lại sự chân thật của mình đó, trong giây phút mà tâm với cảnh tách nhau ra, hay còn gọi là tâm cảnh không dính nhau. Tâm cảnh nè, không dính nhau. Nhà Phật người ta nói là tâm cảnh không dính nhau là giải thoát. Có nghĩa là trong giây phút mà tách ra tâm với cảnh, tâm có nghĩa là từ hôm qua các anh chị nhớ không ạ? Tâm là bỏ cái thân đi, từ thân chỗ vô trong, tâm tánh với tình. Thì ở bên trong của mình so với cái cảnh là cái ở bên ngoài đó, bác của mình ở bên ngoài xung quanh như thế này nè. Tâm cảnh mà tách nhau ra, nếu nó không dính nhau thì nó tách ra. Trong một cái giây phút mà mình bị nghe giờ nói ai đó, ví dụ như nói chị, xin phép chị Ánh Tú, Cao Ánh Tú nè, chị Tú, chị có bị khùng không? Có khùng không? Thì nếu đứng yên không có gì hết, không có dính mắt, chị mau biết rồi nè. Sao chị? Dạ em chào thầy ạ. Chị có bị khùng không? Dạ hey, không. Đẹp vậy. Chưa, không trả lời là đẹp nhất. Tại vì nếu nó dạ không có nghĩa là suy nghĩ lại. Tại trong giây phút đó là đơ ra, sau đó bắt đầu suy nghĩ lại, dính lại mới bắt đầu khởi cái tưởng lên. Dạ. Tánh người của mình có cái tánh tưởng. Một tí nữa mình sẽ nói về tánh người của mình. Khởi lên thì lúc đó là tâm cảnh đã dính nhau. Tâm cảnh mình dính nhau rồi thì ngay trong giây phút đó đó mất đi sự chân thật, bắt đầu khởi tưởng lên là suy nghĩ tùm lum. Nhưng mà nếu trong giây phút em nói chị là hỏi chị có bị khùng không, mà nếu tách ra, tâm cảnh tách ra, nghe chỉ biết nghe thôi, nghe thấy, nghe tiếng biết có tiếng, nghe hết tiếng không còn tiếng nữa thì nghe không có tiếng, biết mình đang thấy, biết mình đang nghe, thì tâm cảnh tách nhau ra. Thì ngay cái khoảnh khắc đó là một sát na nhỏ xíu đó là nhận được sự chân thật. Nếu ai nhận được thì các anh chị sẽ cảm thấy có một cái khoảng không, đáng đúng ra là không dùng ngôn từ gì để mô tả được nó hết, nhưng nếu dùng từ thì có thể tạm gọi là xuất hiện một cái khoảng không, một cái rỗng lặng trong nội tâm của mình đó, thì cái trạng thái đó người ta gọi là tánh không. Thầy ơi, thầy có thể cho phép em xin hỏi một cái vấn đề không vậy thầy? Được chứ chị, mời chị chia sẻ. Dạ, biết ơn thầy, biết ơn cả nhà. Thì em cũng có một cái nghi vấn về cái tánh không á.
cũng chưa có rõ lắm. Thì theo cái cách em nghĩ á, là hôm qua thầy học thầy nói á, thì là nếu như mà cái một cái thông điệp, một cái thông điệp bên ngoài mà khi cái nghe cái thấy của mình á, nó đón nhận á, mà mình không có phân biệt nó, mình không đối đãi nó, mình không phân biệt nó, mà mình chỉ đón nhận nó thôi, thì nó đạt tới cái mình đạt tới cái trạng thái là mình an vui. Ví dụ như em nghĩ, ví dụ như thường thường như là cái chuyện gia đình của mình là cái chuyện nó nhiều vấn đề nhất. Ví dụ như em lấy ví dụ như là ông xã của mình á, thì nếu như mà mình thấy cái một cái thông điệp gì đó từ ông xã của mình nhận được, nhưng mà mình không phân biệt ông xã đối với mình như thế nào, hay là nói những cái câu gì đó với mình như thế nào, mình vẫn bình thường, mình biết là ông nói như vậy thôi, nhưng mình không có nổi những cái không đối đãi, không phân biệt để nói chuyện lại như vậy á, mà mình cảm thấy là mình an vui như vậy, thì mình có thể đó là cái tánh không không hả thầy? Cái giây phút mà không có gì nữa hết á, thì cái đó chị sẽ biết, lúc đó không có suy nghĩ. Dạ. Nếu như mà ổng nói gì chị chỉ nghe thôi, ảnh nói gì chỉ nghe, biết là nghe thôi. Dạ. Nhưng mà biết hết nha. Dạ. Không có quên đâu, biết hết. Dạ. Nhưng mà nội tâm của mình không dao động lên. Dạ. Tâm ở đây có nghĩa là cái nội tâm của mình á, nó không có bị xáo trộn lên. Dạ. Không gợn lên, không buồn cũng không giận, không tức. Dạ. Cũng không có cảm xúc gì hết. Dạ. Dạ, như vậy nếu như mà cái trường hợp, nếu như mà cái thông điệp đó mà mình nhận mà mình như là mình không có mà an vui được á, thì cái lúc đó thì mình sẽ chuyển cái thông điệp này nó về cái công thức cội nguồn á, là khi mà nghe thấy nói biết mà mình làm khi mình không được an vui, mình cảm thấy là mình bực bội về những cái thái độ hoặc là những cái lời nói của chồng mình đi, thì mình sẽ đưa về cái tính không, có nghĩa là cái tính không của chồng mình nói những cái câu đó mà mình không giận dữ đối với chồng mình, mà mình đưa về cái tính không là cái sự đối đãi và cái tâm mình phân biệt á, nhưng mình phân biệt là về cái con tích cực á, là mình không giận, đến lúc đó là mình biết là mình đang phân biệt là cái câu, cái lời nói đó là không có được nghe, không có được mát tai, không có được nghe, không được. Xin phép chị một tí nha. Xin phép chị ngắt ngang tí. Bây giờ các anh IT, nhờ chú Chánh hay là chú Quang, thầy Quang có ở đó, có thể giúp Nhật Anh là kiểm soát phần mic giúp Nhật Anh đó. Do Nhật Anh đang chia sẻ màn hình đó, không có thấy hết người ai đang mở mic lên. Dạ, cảm ơn thầy ạ. Chị tiếp tục đi chị. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, khi mà cái tâm mình không đạt an vui được á, thì cái thông điệp mà bây giờ anh hai con như ý của mình á, thì bây giờ em tìm cách rồi, chẳng lẽ mày cứ để cho anh hai con ngày để đưa về cái tính không. Mình suy, có nghĩa là mình phân biệt nó, mình đưa cái không ưng, không bất như ý của mình á, để đưa về tính không, thì mình không có chấp cái những cái lời nói mà khó nghe đó, thì cái mình khi mà chuyển hóa như vậy rồi á, thì cái đưa về được cái tính không đó, thì nó sẽ, mình sẽ đạt được cái an vui đó, thì nó được gọi là khi mà đưa về cái tính không, đạt được an vui, thì nó sẽ trở về, nó có thể là được gọi là trở về cái trạng thái tính không không hả thầy? Nó chỉ quay về tính không thôi, còn cái tánh không á, là trong một sát na đó, nó tánh không nó khởi tạo khi mà chị nghe biết mình đang nghe, thấy biết mình đang thấy. Dạ, dạ. Các anh chị có thể ghi lại, đó là công thức an vui. Dạ. Bối cảnh của lớp học hôm nay, tổ nghiệp này là rất nhiều người hỏi về tánh không, thì các anh chị có thể là mình xin xem lại, ghi lại câu này, công thức an vui. Làm sao để an vui đây? Làm sao nhận được lại sự chân thật? Đó là biết mình đang nghe, biết mình đang thấy, biết mình đang nói, biết mình đang biết. Này ghi lại luôn. Biết mình đang nghe, biết mình đang thấy, biết mình đang nói, biết mình đang biết. Nhưng mà đơn giản nhất đó là biết mình đang nghe với biết mình đang thấy. Tại vì đó là hai cái căn của mình.
càng thấy càng mắt với càng tai dễ nhận nhất. Giống như bây giờ chị Tú nè, giờ chị nhìn em, chị nhìn mọi người xung quanh đó, rồi nhìn xung quanh nhà của chị, chị biết là đang thấy thôi. Thấy cái thấy mình dừng lại ở đó, không bị đè theo một cái thấy khác vào. Dụ như phía sau chị có cái bên tivi đúng không? Nếu mà nó khởi tiếng lên, chị bị dính tiếng, nghe âm thanh đó bị dính vô. Ủa cái âm thanh này là âm thanh gì ta? Sao mấy đứa nhỏ nó mở tivi gì lớn quá? Sao ồn quá vậy? Sao kỳ vậy? Thì bị dính rồi, cái nghe đã bị dính, dính một cái nghe khác. Nghe chồng nghe, nghe chồng nghe là bị lưu chuyển đi. Trong nhà họ gọi là nghe chồng nghe phải xa luân hồi, hay là tánh thấy chồng thấy phải xa luân hồi, có nghĩa là bị xa vô sự lưu chuyển rồi. Điện từ âm dương nó sẽ cuốn hút mình đi mất, không còn thanh tịnh được nữa, không còn an vui được nữa. Em hiểu rồi thầy. Nên là công thức an vui đó là biết mình đang thấy, biết mình đang nghe, biết mình đang nói, biết mình đang biết. Nhưng mà làm được hai vế đầu tiên là đơn giản nhất, biết mình đang thấy với biết mình đang nghe. Các anh chị có cần ghi lại cái này không? Có cần ghi lại công thức an vui không? Biết mình đang thấy, biết mình đang nghe, thì giây phút đó đó, biết đang thấy, biết đang nghe thôi, thì tánh không nhận lại sự chân thật, tánh không khởi tạo lên liền. Nhưng mà trong một sách nè, một cái khoảng không rất rất nhỏ ở đó, nó trống rỗng trong nội tâm của mình, trong đầu không có gì nữa hết, nhưng biết hết xung quanh. Thì nếu chị làm được thì quá tốt. Khi đối diện với một bối cảnh bất như ý, bối cảnh bất như ý tới, một hoàn cảnh không như mình mong muốn tới, nếu tánh không nội tâm được thì không có gì để nói nữa, tại vì tánh không rồi, đâu còn vấn đề gì nữa. Nếu bị dính thì sao? Cuộc sống mình đơn giản lắm các anh chị, chỉ có hai thời gian của mình tách ra, chỉ có hai cái, hai lúc thôi. Một là những lúc mình an vui tánh không được, hai là những lúc dính không an vui, tâm cảnh dính nhau. Chỉ có hai lúc thôi, một là tâm cảnh tách nhau, hai là tâm cảnh dính nhau, có phải không? Phải không các anh chị? Những lúc nào á, tâm cảnh mà tách nhau ra thì trong một sát na đó không còn gì để nói nữa, tại vì nó tánh không rồi, không có gì, không có vấn đề gì nữa hết. Nhưng một thời khắc nó vừa trôi qua là bị dính lại, tâm cảnh dính nhau lại. Vậy thì hóa ra cuộc sống mình rất đơn giản, đó là những lúc nào tâm cảnh tách ra và những lúc nào tâm cảnh nó dính nhau. Hóa ra cuộc sống thật đơn giản, những lúc nào tách cảnh ra được, tâm cảnh không dính nhau thì nội tâm mình an vui nhẹ nhàng. Nhưng những lúc nào dính thì làm sao để cuộc sống tốt đây? Làm sao để cho cuộc sống mình hanh thông nếu mình đã lỡ dính rồi? Thì lúc đó mình phải có quan niệm chuẩn với tâm thái đúng, phải sưu tập được á, phải có được những khái niệm nguồn có lợi cho mình, thắp ánh sáng lên. Tại vì đã dính rồi, đã dính có nghĩa là nó phát sinh ra rồi, dính rồi, dính nhau nó sẽ phát sinh ra muôn trùng vấn đề phát sinh hết. Thì lúc đó nếu mình chọn giải pháp là đi xử lý bóng tối thì muôn trùng cái phải làm trong cuộc sống này. Nhưng may mắn cho chúng ta, những vị mà cao nhân á, đã cho chúng ta một cái nguyên lý rất hay mà ngay từ đầu chúng ta đã được học các anh chị. Đó là nguyên lý ánh sáng. Thắp ánh sáng lên bằng cách là khái niệm nguồn ánh sáng và hệ quy chiếu, những quan niệm đó mình thắp sáng lên. Giống như giờ chị có một ví dụ như một quan niệm ánh sáng, đó là con người không có vấn đề. Đó là một loại quan niệm. Con người bao gồm chồng của mình, thì nếu giây phút mình thấy chồng mình nói mình vài câu đó, mình dính, mình không có, mình khó chịu, bực bội, thì nhớ liền, con người không có vấn đề. Thì quan niệm đó sẽ dẫn dắt cho mình tan đi, tan những cái trạng thái rung động điện từ nội tâm của mình đi. Đó là một thuật ngữ mà chưa học. Trong ngày hôm nay với ngày mai mình sẽ nói tới sâu hơn. Dạ biết ơn thầy, nhờ cái ông nói thầy em đã rõ ra rồi, là cái trường hợp mình không dính là khi mà mình đã dính mắt rồi thì mình sẽ tìm cách đưa ánh sáng vào để cái dính mắt đó mình có thể mình dùng cái ánh sáng để mình giải quyết đó thầy hả? Giống như dính keo quá, keo dính ruột á, giờ thắp ánh sáng lên, cháy lên là nó tan ra. Dạ rồi, dạ. Nhưng lúc đó cố gắng đi ché ra,
cố gắng đi giật ra, keo dính chuột mà nó dính như keo, càng giật ra nó càng nó càng dính. Dạ. Có khi rách da rồi chảy máu rồi nữa. Dạ. Rồi em hiểu rồi, em hỏi cái tới cái đoạn này rồi, biết ơn thầy, biết ơn cả nhà, em xin tắt mic. Dạ. Biết ơn chị. Nên là có những lúc á các anh chị mình mà nhận được tánh không á, khởi tạo được tánh không thì nội tâm của mình không có gì để nói nữa, không dùng ngôn từ gì để mô tả được, lúc đó nóng lạnh tự biết. Tại vì đâu không có gì mà, thì đâu có dùng ngôn từ gì để nói đâu. Nếu có thể dùng từ ngữ để mô tả thì có thể tạm gọi đó là gọi là cái trạng thái nội tâm mình nó an vui, nó nhẹ nhàng an vui, nó rỗng lặng, thấy nó trống trống á. Ai đây thử nè, bây giờ các anh chị nghe tiếng của Nhật Anh, nghe tiếng giờ Nhật Anh nói lớn hơn thì các anh chị cũng chỉ nghe thôi, biết là đang có tiếng nói. Các anh chị nhìn thấy xung quanh, biết là mình đang thấy, thì tánh không sẽ khởi tạo lên. Công thức an vui đó, đó là biết mình đang thấy, biết mình đang nghe, biết mình đang nói, biết mình đang biết. Hai cái vế sau thì ai làm được thì làm. Không, đơn giản nhất đó là biết mình đang nghe và biết mình đang thấy. Nên là đã có người hỏi là tánh không có phải thuật ngữ giữ trong nhà Phật không? Thì trong nhà Phật có nói tánh không mà. Tánh không, tánh không của nội tâm. Nên là có một cái bài thơ là tánh nghe, tánh thấy là bè, đưa người thanh tịnh về miền quê xưa. Thanh tịnh đừng chọn sớm trưa, hay là tu thiền đừng chọn sớm trưa. Không quán, không tưởng, không ưa niết bàn. Niết bàn có nghĩa là cái sự an vui á, an vui chân thật á. Thì đừng có ưa nó. Ai mà nhận được tánh không rồi đừng có ưa cái tánh không. Chỉ cần ưa tánh không là tham tánh không. Tham muốn nó là nó tạo ra tánh không giả. Quy luật vật lý âm dương nó sẽ khởi tạo nên và nó tạo ra cái đó là giả, chứ nó không còn là sự chân thật nữa. Tại vì các anh chị mình đã tham mà. Tham có nghĩa là tưởng suy nghĩ rồi. Thì khởi tạo lên thì nó không còn chân thật được nữa. Nên là tánh không là như vậy. Còn tính không, tính không là vạn vật. Tính không mình có thể hiểu, mình dùng tư duy để mình hiểu cũng được. Cái này là cây bút khi nào? Khi mình thấy nó là cây bút. Người Việt mình gọi là cây bút, nhưng mà người nước ngoài họ gọi là cái chữ khác, ngôn ngữ khác. Thì do tư duy của mình định ra, do nhận thức nội tâm của mình áp đặt lên. Chân thật nè. Được không các anh chị? Nhật Anh đang nhìn trên chia sẻ nè. Liếng Bùi nói là thảo nào Nhật Anh cứ đơ đơ. Nhật Anh đâu có đơ. Nhật Anh thấy các anh chị đó. Nhật Anh thấy anh Hảo nè. Anh Hảo Vũ Khắc nè, anh Vũ Khắc Hảo là đang cười nè. Đang biết hết mà, biết mình đang thấy, biết mình đang nghe mà. Nhưng mà nhìn hình tướng ở ngoài á, thì vô cảm với lại là vô tâm, với lại đơ đơ, với an vui, thì nhìn nó giống nhau. Nhưng mà nội hàm nó hoàn toàn khác nhau. Vô tâm có nghĩa là không quan tâm gì hết, thờ ơ. Không quan tâm gì hết, vô cảm là không cảm xúc, không có quan tâm gì luôn. Còn mà an vui với tánh không là mình biết à, biết mình đang thấy, biết mình đang nghe đó. Chỉ là mình không có nói gì được thôi. Khi mình nói ra là nó dính. Nhưng mà các anh chị nhớ, giờ là mình phải vật chất hóa những cái phi vật chất không ạ? Vật chất hóa phi vật chất. Một trong những bài học đầu tiên mà mình học ở lớp nội tâm đó các anh chị, ở đầu á, vật chất hóa phi vật chất. Thì bây giờ mình đang vật chất hóa lên nè, vật chất hóa tánh không an vui lên. Chứ nếu không vật chất hóa nó thì nó đâu có gì đâu. Nên là ngày xưa á, những vị tổ mà những vị mà ngộ thiền á, họ ngộ đạo á, họ ngộ xong thì chỉ có biết cười thôi. Cười thôi, cười rồi chuyển lại cho một ít người, vài người thôi, chứ đâu có vật chất hóa được, đâu có nói ra được. Nhưng thời này bây giờ thì
mình có thể là được sự giúp đỡ của những vị thiền tri thức đó, sự chỉ điểm của họ, thì mình vật chất hóa lên. Vật chất hóa xong, ai mà nhận được tánh không thì các anh chị tự nhiên sẽ biết nín thinh, nóng lạnh tự biết. Có cái ông Phật Hoàng, Phật Hoàng Trần Nhân Tông, thì sau khi mà từ bỏ ngôi vua, thoái vị lại, để lại ngôi vua cho con, sau đó ông lên núi ông tu, lên Yên Tử á, ông tu trên đó, nhận được tánh không. Sau rồi á, có một cái ông quan văn hóa, ông đi lên trên núi, ông hỏi là Phật Hoàng, Thái Thượng Hoàng cho con hỏi là tánh không, cho con cảm nhận tánh không. Thì ông Phật Hoàng Trần Nhân Tông, ông mới nói là được rồi, về đi, tới cái mùa đông á, lên đây. Thì ông kia ông đi về thì ông Phật Hoàng này cho người đúc một cái chuông á, cái chuông đồng á, cái trên đó có cái chùa đồng, đúc cái chuông đồng. Thì tới mùa đông, ông quan văn hóa ông quay lại, thì canh lúc mà ông quan văn hóa đang sơ hở, đang không biết gì, thì ông chụp lại, ông Phật Hoàng ông chụp cái chuông vô, nhốt ông quan ở trong cái chuông đó. Mà mùa đông nó lạnh lắm, mùa đông nên lạnh, đồng mà nó hút nhiệt nữa, nó làm lạnh đi. Thì ông ở trong cái chuông đồng, ông lạnh quá, ông mới nói là, ông kêu cứu, ông nói là Phật Hoàng xin thả con ra, con lạnh quá. Nhưng ông nói vài lần thì ông Phật Hoàng ông thả ra. Sau đó đó là ông Phật Hoàng mới hỏi là ông lạnh sao đâu, ông nói cho ta nghe coi. Thì ông quan văn hóa ông mới nói là con lạnh thì con biết thôi, chứ làm sao mà con nói cho Phật Hoàng nghe được. Cái lạnh này thì con lạnh mà sao nói được. Thì ông kêu nói, ông Phật Hoàng nói vậy thì ông hiểu rồi đó, tánh không nóng lạnh tự biết. Không có mô tả ra được. Một cái khoảng không trong nội tâm đó đâu có ngôn từ gì mà diễn tả được. Biết chồng biết nè, có một cái câu có nhiều anh chị hỏi về cái này. Đây là học phần luôn nha các anh chị. Mình đang đi sâu hơn về tối ngày hôm qua mình nói tới tánh không á, nhưng thời gian cũng chưa có nhiều hơn nên là mình không có đi sâu hơn. Thì bây giờ có bối cảnh nè, mình nói sâu hơn. Cái thấy chồng thấy, có một cái câu vậy, các anh chị ghi lại á. Chi kiến lập chi, ghi lại câu này nè. Chi kiến lập chi, ghi ha, cứ ghi đi rồi nhà anh sẽ giải thích lại. Chi kiến lập chi. Tức vô minh bổn. Chi kiến lập chi, tức vô minh bổn. Chi kiến bất lập chi. Chi kiến bất lập chi, tức tánh niết bàn. Chi á, chi là biết, kiến là thấy. Lập có nghĩa là lập lại, đè lại, đè lên. Chi kiến lập chi nè, các anh chị nghe nhìn ở đây. Chi kiến lập chi có nghĩa là thấy biết mà chồng thêm một cái biết vô. Thấy biết chồng thêm một cái biết của mình.
Có nghĩa là bây giờ như vậy, các anh chị nhìn thấy một cái hình tướng nào đó, giờ các anh chị nhìn thấy Nhật Anh nè, các anh chị thấy đẹp hay xấu, hay là cái gì đó, hay là giống một ai đó trong ký ức của các anh chị, trong quá khứ của mình. Thấy giống ai đó, có khi trong quá khứ mình nhìn thấy ai giống giống như vậy, thì các anh chị thấy, các anh chị biết đó, nhưng mà đè vô một cái biết của mình, lấy một cái biết trước đó của mình gán vô cái thấy này. Chi kiến lập chi tức vô minh bổn, có nghĩa là bản chất của cái không sáng suốt. Nếu mà thấy biết mà chồng thêm một cái biết của mình vào, hay là chồng thêm một cái thấy khác trước đó của mình vào, thì đó là bản chất của không sáng suốt. Nhưng mà chi kiến bất lập chi, bây giờ thấy biết không có đè một cái biết nào nữa vào, chỉ biết là đang thấy thôi, thì đó là tánh của thanh tịnh, tánh của an vui. Niết bàn ở đây hiểu theo nghĩa kia, theo nghĩa bóng có nghĩa là an vui, thanh tịnh. Cái đó là biết chồng biết đó. Nãy có ai hỏi nè, Đinh Văn Anh hỏi nè, biết chồng biết, thấy chồng thấy. Ví dụ như vậy, giờ mình nhìn thấy một cái áo đi, mặc một cái áo vô, nhìn thấy đẹp xấu, rồi tốt xấu, phân biệt phân tích đúng sai, thì cái đó, cái thấy của mình nó đã bị dính rồi, đè mình đã đè vô một cái biết của mình, một cái biết khác, nên là bản chất nó không còn sáng suốt được nữa. Còn thấy biết mà không chồng thêm cái thấy biết nào, đó là bản chất của thanh tịnh an vui. Có thể ngôn ngữ ở đây thì các anh chị nghe như là ngôn ngữ nhà Phật đó, nhưng mà mình không phải là dính vô nhà Phật, mà bất cứ ai cũng có thể nhận được hết, tại vì ai cũng cần tìm lại, nhận lại sự chân thật nơi chính mình. Sát na là một cái thuật ngữ, là 1/10 giây. Có người nói mặt Nhật Anh đẹp như sao Hàn hả? Thấy vậy là bị dính rồi đó. Đẹp xấu gì đó là do, nếu mà bị dính vô hàng, giờ nói là bị dính nè. Giờ chi kiến lập chi rồi nè, dính vô rồi. Đẹp. Cảm ơn. Nhưng mà nếu tách ra là bây giờ nghe hả, bây giờ nghe khen, bây giờ một câu khen ngợi hay một câu chê bai, một câu người ta nói tới mình, đó là một thông điệp mà, một thông điệp người ta truyền tải tới nè. Một câu khen hay một câu chê có phải là một thông điệp không ạ? Một thông điệp nói ra, thì nếu mình á, cái nghe cái thấy của mình, nhờ Nhật Anh mới vừa nhìn cái câu nói này đăng viết ở trên khung chat nè, thì vừa thấy mà nếu Nhật Anh dính vô tánh với tình của mình, nếu khen thì vui, chê thì buồn, thì bị dính liền, nội tâm mình bị khống chế liền, nội tâm mình bị dính cảnh, tâm cảnh đã dính nhau, thì nó không có đúng sai. Nó chỉ có là giây phút đó thì mình không nhận được tánh không thôi. Thì có những giây phút mình cần xài tánh không, có những giây phút thì không, có những giây phút thì dính vô chứ. Bây giờ ăn trộm vô tới nhà rồi, xách tiền của mình chạy đi rồi, cướp bóc đi, hại tới người thân của mình, thì làm sao mình ngồi đó mình tánh không? Đúng không, đúng không các anh chị? Lúc đó tánh không, làm sao mà tánh không được? Giờ nhìn thấy chỉ biết thấy thôi, sao nghe biết nghe, thấy biết thấy, thì nó vô, nó cũng giác, nó giác hết đồ nhà mình đi đó. Cũng giác ngộ á, cái gì ngộ ngộ là giác đi hết. Thì lúc đó không có tánh không được, lúc đó là tùy theo, tại vì mình chưa học tới cái phần là nhận thức nội tâm, những tầng bậc á, những tầng bậc trí tuệ nè, hay còn gọi là 5 tầng nhận thức nội tâm. Thì lúc đó khi mình học, các anh chị học những ngày sắp tới, mình sẽ biết là nên xài cái lúc nào, linh hoạt sử dụng cái tầng bậc nào để cho cuộc sống của mình hanh thông. Có những lúc thì mình dùng tánh không, có những lúc dùng tính không, có những lúc thì phải dính vô. Nhưng mà dính rồi, dính xong rồi buông ra. Các anh chị khi mà dính có thể dùng 1 trong 4 cái chữ là buông, dừng, thôi, dứt. Buông, dừng, thôi, dứt, 1 trong 4 cái chữ đó nó tách ra, nó làm cho mình nhớ lại. Dính quá, giống như chị Tú nè, chị Ánh Tú, giờ bị dính rồi, giật mình nhớ lại, buông. Buông, buông ra, đang nội tâm đang sân si lên, bực bội lên,
thôi dừng, tại vì khởi tạo thêm thì nó sẽ phá phước đức của mình, là một lát nữa mình hoặc là ngày mai sẽ họp tới phước đức, phước đức, công đức, ác đức. Thì sân si quán trách nó phá hết phước của mình. Mối quan hệ xã hội đang tốt đẹp, chỉ vì một lần dính tâm cảnh dính nhau thôi, bực bội, khó chịu, chửi bới lại, thì tan hết những gì trước giờ mình tạo lập. Vậy thì đã dính rồi, đúng không? Nhớ liền, buông, thật là dừng, hay là thôi, 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 không giận nữa, thôi, dứt, rồi kết thúc. Thì nó dứt ra, nó giúp cho mình tan ra. Nói lại hả? Thu Đoàn hỏi là nói lại, là nói lại cái gì ạ? Thu Đoàn có ở đây không? Thu Đoàn ơi, Thu Đoàn có ở đây không? Khi nhận được sự chân thật, giác ngộ không hả? Nó là một phần thôi, nó là một phần giác ngộ, có nghĩa là hiểu biết. Một phần nhận lại được sự chân thật của mình, nó còn nhiều cái khác nữa. Âm thanh nghe vẫn rõ đúng không các anh chị? Có bị nhỏ lại không ạ? Rõ hả? Rồi, đó là tánh không. Một số bối cảnh các anh chị hỏi. Dạ, đây là học phần về nhận lại sự chân thật của mình, thuộc về cấu trúc con người của mình. Nó nằm trong học phần để chúng ta học tập á, các anh chị. Nó không phải là giao lưu đâu. Đáng ra là mình giao lưu, thường thì mình sẽ giao lưu tới khoảng 7 giờ rưỡi nè, 7 rưỡi, 7 giờ 45 hay là 8 giờ thì mình sẽ qua học phần mới. Nhưng do có bối cảnh ngày hôm nay nè, tương đối đặc biệt, nên là xin phép là mình đi luôn. Dạ, xin mời có một số người đi giơ tay nữa nè. Xin mời Vaha Lê. Vaha là anh, là hôm bữa anh nói thầy là thức mê đúng không anh? Hình như đúng không? Hình như nhờ anh nhận anh nhớ anh này. Anh chưa mở mic đó. À, em chào thầy ạ. À, thầy nghe chưa thầy? Nghe rõ lắm anh. Dạ, em cảm ơn thầy. Em biết ơn thầy, biết ơn mọi người đã cho em cơ hội được chia sẻ với nhờ hỏi một câu hỏi. Là hôm qua em có học đó, thì em có nghe cái vấn đề là cái sự khác nhau giữa chân thật đó, và tánh không với an vui. Thì có thầy có nói là cái chân thật đó, nó là cái thông tin, còn cái tánh không á, nó là thông, nó tánh không nó là cái năng lượng, còn cái an vui á là cái vật chất phát lộ bên ngoài. Thì em hiểu được là cái chân thật, cái tánh không với cái tính không an vui rồi, nhưng mà cái sự gắn kết vô cái từ thông tin, từ năng lượng với từ vật chất, nó nằm trong tam giác hiện thực á, thì chưa, em chưa rõ lắm về cái ý đó, chưa rõ ý là cái chân thật nó là thuộc về thông tin, còn cái tánh không á nó thuộc về năng lượng, còn cái an vui á là nó thuộc về vật chất phát lộ bên ngoài. Do là chưa học tam giác hiện thực mà. Anh học mấy khóa rồi đúng không anh? Dạ thì cái khóa 16 là em có nghe. Thì học rồi. Tại anh học rồi, còn đây là khóa này mình chưa nói tới tam giác hiện thực. Mới có công thức cội nguồn với cấu trúc con người thôi, cấu trúc con người chưa xong. Tam giác hiện thực mấy ngày sắp tới mới nói tới. Thì lúc đó đó phân bổ vô là cái gì là thông tin, cái gì là năng lượng, cái gì là vật chất. Thì ở đây chia sẻ ra là mọi người sẽ hiểu. Tại vì bây giờ có mấy anh chị á, mình chưa có học, mới học lần đầu, thì mình sẽ không biết là đang nói tới thông tin là sao, năng lượng là sao, vật chất là sao. Dạ, tại hôm qua có thầy có nói cái đó em cũng thắc mắc. Chân thật, dạ. Nếu mình vậy thì nói để anh nắm bắt thoáng qua ha. Đó là chân thật. Chân thật là sự chân thật, thì nó thuộc thông tin của mình. Một người á, mà hiểu được, một người mà có thông tin về sự chân thật,
đó là do không suy nghĩ mà ra, thì chỉ biết thôi, chỉ có thông tin thôi, đúng không? Chỉ có thông tin thôi, đâu có trạng thái, đâu gọi là năng lượng chân thật được. Năng lượng là một trạng thái, thì khi mà tánh không á, cái tánh không mà khởi tạo lên, nó sẽ tạo lại cái trạng thái của tánh không. Một cái trạng thái năng lượng ở đây là không có gì, nó rỗng lặng, thì cái đó nó thuộc về gốc năng lượng, đó là trạng thái. Còn vật chất có nghĩa là biểu hiện ra ngoài, biểu hiện vật chất, biểu hiện vật chất của một người an vui là người này an vui, vui vẻ, nhưng mà cảm nhận được có một cái khoảng, có một cái độ tĩnh ở bên trong nội tâm của họ. Khi nghe họ nói chuyện có một cái độ tĩnh lặng thì cái người đó người an vui, nhưng mà vui vẻ nhẹ nhàng. Thì đó là biểu hiện vật chất ra. Còn tánh không đó là một trạng thái, trạng thái năng lượng. Năng lượng lúc đó nó gần như cân bằng, tiệm cận với cân bằng. Thì đó đó, đó là thông tin năng lượng vật chất đó. Rồi sắp tới đi, đợi tới học, học tới cái hệ quy chiếu về tam giác hiện thực thì mình sẽ nói rõ hơn ha. Dạ. Rồi em biết ơn thầy, cảm ơn thầy ạ. Dạ, chào thầy, chào cả nhà. Cảm ơn anh. Xin mời anh Khắc Hảo. Em mở mic cho anh rồi. Dạ. Dạ, em chào thầy, em chào cả nhà. Biết ơn thầy đã gọi em. Em muốn chia sẻ một chút, bởi vì cái từ tánh không này nó làm khổ em cả mấy tuần nay rồi. em chia sẻ với cả nhà, với thầy là thực sự mỗi một cái thông điệp nào đó, đặc biệt là khi viết trên giấy của thầy Toàn đưa lên ấy, thì thông thường sau buổi học em hay dùng nó để tìm tòi ở trên các phương tiện để biết thêm, để hiểu thêm về nó nếu chưa rõ. Thì trong đó có cái tánh không này, đúng là một cái gì đó nó vô cùng vô tận. Sau khi em nghe được khoảng, chắc cũng khoảng một vài chục video về cái này, em cũng đọc một gần hết một cuốn sách về cái này, và đến bây giờ thì em bảo là không biết mình hiểu có đúng không. Thì em có một câu chuyện như thế này em muốn chia sẻ với cả nhà và với thầy, để mong nhận được cái định hướng xem là mình có đang nghĩ đúng hay không. Câu chuyện này là tự em nghĩ ra sau khi em tham khảo tất cả những cái điều nói về tánh không. Tức là ví dụ như có ba người cùng gặp một tình huống, đó là ví dụ mình lái một cái xe hơi chẳng hạn, đi trên đường thì có một tảng đá, cùng một tình huống có một tảng đá chắn ngang đường, thì như người bình thường, không, mình không quá là người bình thường, nhưng mà theo một cách hành xử thông thường thì có rất nhiều người sẽ xuống và kêu ca phàn nàn, trách móc vì tảng đá thế này, bởi vì tảng đá thế kia, sao nó nằm đây, vân 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 vân. Tức là người ta ở cái trạng thái của sự trách móc. Rồi tất nhiên là cuối cùng người ta cũng phải làm, cũng lăn cái tảng đá đi để người ta đi thôi. Và người thứ hai cũng gặp cái tình huống như vậy. Thì có lẽ là rất nhiều người trong chúng ta cũng đang tìm cái gọi là suy nghĩ tích cực. Thì có thể người ta xuống, người ta không trách móc gì cả, nhưng người ta lăn cái tảng đá đấy đi và tự động viên mình rằng là nhờ nó mà biết đâu có một vụ tai nạn ở phía trước mình không gặp. Hoặc là mình tăng thêm sức khỏe do mình lăn tảng đá. Giống như kiểu, nó tương tự giống, nhưng nó không hẳn giống như là ai đã đọc cái AQ chính truyện thì biết rằng là cái chủ nghĩa AQ mà người ta hay nói tới ấy, nó là chẳng hạn như thằng nào nó đánh mình cái thì mình bảo nó đánh mình, khác gì nó đánh bố nó, thế nên mình vui với cái niềm vui đấy ấy, thì cũng không hẳn. Nhưng mà những người sống tích cực ấy, thì người ta sẽ hành xử theo kiểu người ta không coi đó là một vấn đề gì nó nghiêm trọng, người ta xuống dùng những lý thuyết và động viên mình như trong đầu. Và cái người thứ ba nhìn thấy tảng đá và cũng người ta không nghĩ gì cả. Người ta chỉ biết rằng có một tảng đá ở đó và người ta cũng xuống hành động bình thường là lăn tảng đá đi để đi. Và sau đó chẳng hạn có ai hỏi, ô ông vừa gặp tảng đá hà, vừa bị chặn đường hà, thì người ta có thể hỏi, ô tảng đá nào? Tức là người ta hành xử không cần phải tìm một điều gì đó để thanh minh trong đầu, cũng không phải nghĩ là tại sao nó nằm đấy hay không. Và em tìm về hiểu về cái tánh không này ở trong Phật, Trật Pháp ấy, thì có, nếu mà gọi là chỉ để tìm hiểu và hiểu về định nghĩa không ấy, thì nó cũng không khó. Có bốn cái câu kệ trong một cái của cái một
cái nhà sư Long Thọ gì đó, con nói thì chỉ đọc bốn câu đấy thôi là mọi người có thể hiểu rõ được cái về hiểu rõ về mặt chữ nghĩa, định nghĩa về cái tánh không. Nhưng mà quay lại là thế tánh không hiểu để làm gì và ứng xử nó, tại sao nó khi nó được áp dụng vào cuộc sống thì nó lại trở nên tuyệt vời? Thì bởi vì giống như cái trường hợp của em vừa ví dụ vừa rồi thì cái đấy là do em lấy ra thì em không biết là đúng hay không, bởi vì em đang ở cái góc hiểu của em thì là như thế. Nhưng mà nếu em có nghe một video của clip của một người, người đấy thậm chí đang nói rằng tôi xấu lắm nên đừng nhìn nghe hình ảnh của tôi, nhưng nghe những lời mà tôi nói về tánh không thôi. Thì người đấy định nghĩa một cách đơn giản hơn rất nhiều. Em không nói là cái đấy là đúng, em chỉ nói là người đấy định nghĩa thôi. Đó là cái tánh không ấy. Có một thầy đã nói rằng cái tánh là gì? Tánh tức là cái đã có. Và không thì ở trong Phật pháp thì cũng nói rồi, không ở đây không phải là không có, không phải là không có, mà nó không thật có. Bởi vì nếu bảo là cái viết không có, nên lấy cái viết gạch trên mặt mình cái thì nó thấy ngay cái vết ở trên mặt. Như vậy là cái viết nó có nhưng nó không thật có, là bởi vì nó được cấu thành từ rất nhiều thứ, cũng giống như là cái ly nước thầy đang uống, nếu đổ nước vào đấy thì nó là ly nước, nhưng đổ cà phê thì nó là ly cà phê, mà nó cũng không phải ly cà phê nữa, bởi vì nó nếu không đổ cái gì vào nó là cái ly thôi, mà nó cũng không hẳn là cái ly nữa. Nếu chẳng hạn rơi xuống bể ra cái thì nó lại là những cái mảnh sành. Nhưng mà nếu chẳng hạn trước cái đấy nó hình thành thì có thể nó chỉ là đất, là nước, hoặc là những hạt nguyên tử hay phân tử gì đó thôi, vân vân. Tức là nó thực sự nó không phải là cái thứ mà mình đang nhìn thấy. Tuy nhiên rằng là cái áp dụng một cuộc sống thì tại sao mình nói những cái đấy thì nó lại ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mình, thì cái đấy là cái em đi tìm nghĩa là anh đi tìm về ứng dụng. Anh đi tìm về ứng dụng của tánh không và ứng dụng của tính không. Lúc nãy anh nói là cái ly đó, cái ly không phải là nó rớt xuống nó bể ra đó. Nếu như vậy thì cái đó là tính không. Vâng, và em thì em cứ đi tìm về cái mối liên hệ giữa cái việc tánh không hay tính không đó với cái cuộc sống của mình. Bởi vì vừa rồi cũng có một số anh chị có đưa lên đến cái câu hỏi em thấy ở trên dòng chat ấy, là thế có giống vô cảm không thầy? Thì thực ra thì cũng như cái câu chuyện em vừa với kể ra, nó không phải là vô cảm hay không, nhưng mà người ta coi đó nó như một sự thực hiển nhiên của vũ trụ. Nó xảy ra và người ta thừa nhận điều đấy một cách bình thường. Cũng giống như là tôi có một người vợ nhăn nhó hay là tôi có một người chồng khó tính hay gì, người ta chỉ có nghĩ như vậy thôi mà người ta không suy diễn rằng, tức là người ta, nếu mà theo cái góc nhìn của riêng em á, của riêng em thôi, đó là tánh không nó được dừng lại trước khi con người suy diễn. Ví dụ như nhìn một cái viết thì với những dừng ở việc nhìn thì không sao, nhưng sau đó người ta ủa cái viết này của ai, cái viết này còn mực không, nếu mình lấy cái viết này về thì có bị ai la không, hay là ai đánh rơi cái viết này thì liệu có học được không, vân vân ấy. Thì cái tánh mất đi cái tánh không đó thì nó biến thành cái suy diễn, và cái suy diễn mới làm cho người ta khổ, đó là cái tưởng. Thì em đang nghĩ là như thế, còn em không biết rằng mình có đang đi đúng hay là đi cái hướng mà để có thể nhận ra được, ngộ ra được cái tánh không là gì không, và nó có hữu dụng ở trong cái cuộc sống của mình như thế nào. Thì cái đấy là cái mà đến bây giờ là em không biết gì. Em không nắm được rõ nó có phải là cái thứ em đang diễn tả, có phải là tánh không không, hay đó là một suy nghĩ thôi, chứ không phải là cái thứ mà mình đang đưa lên thành một khái niệm là tánh không. Cái mà anh nói đó là tính không. Còn lúc nãy nói là trước khi mà suy diễn nó dừng lại thì cái đó là tánh không. Thì nãy giờ là cố gắng dùng ngôn ngữ đó, dùng từ để mô tả ra đúng không? Vâng ạ. Diễn tả ra. Nó đơn giản vậy nè các anh chị. Càng suy nghĩ thì mất đi tánh không, xa rời tánh không, với xa rời sự chân thật. Tất nhiên sau khi mình nhận xong thì có một cái mình nghi vấn, đó là ứng dụng của tánh không và tính không của cuộc sống ra sao. Nếu hiểu được thì mình sẽ sử dụng nó nhiều hơn. Tánh không bây giờ các anh chị nhận thì nó đơn giản là như vậy. Lúc nãy có nói tới công thức an vui đó là biết mình đang thấy với biết mình đang nghe. Bây giờ vậy nè, ai nói là lùng dùng nè, Ngọc Bủ nè, rồi ai nữa nè, kêu khó quá nè. Giờ hỏi, giờ lấy mượn bối cảnh của anh Hảo ha. Anh tên Hảo phải không anh? Dạ đúng rồi. Anh Khắc Hảo ha. Vâng. Anh Hảo hôm nay tôm giá bao nhiêu vậy? Dạ em không biết. Trước giây phút mà anh nói không biết, chậm thời có một cái khoảng không đó. Bây giờ gạo giá bao nhiêu? Gạo ngoài chợ bây giờ giá bao nhiêu?
thì trong giây phút mà không có cái suy, trước khi cái suy nghĩ đó là có một cái khoảng không trong đầu của mình nghe, yeah, biết đang nghe thôi, nhưng chỉ cần một tích tắc là dính vô là suy nghĩ, là tưởng coi hỏi gì đây, gạo hả, gạo là giờ giá nhiêu ta, là dính, lúc đó tánh không mất đi. Các anh chị nhận được cái này không? Biết mình đang nghe. Ứng dụng nó nhiều lắm. Ứng dụng nó đặc biệt là tánh không là một ứng dụng cực lớn trong cuộc sống. Một con người mà nhận được tánh không á, những cái chuyện mà cuộc sống mình đâu có biết, nguy cơ với tương lai á, cuộc sống mình tương lai với nguy cơ không biết cái nào tới trước. Một ngày đẹp trời, một cái nguy cơ, một cái bất như ý bất ngờ đập tới, xét đánh ngang tay, thì ai mà trong giây phút đó tánh không được thì nó đỡ lắm, nó tan hết ra. Cũng là vấn đề đó, nhưng mà mình không thấy vấn đề nữa, đầu óc mình sáng suốt, lúc đó sử dụng được nhiều cái lớn ứng vô siêu trí, là nhiều cái khác nữa nó sẽ kích hoạt lên. Các anh chị học tới những học phần tới nè, Telegram bị lỗi hả? Nhờ các anh IT xem lại Telegram giúp ạ. Xem lại Telegram xem đang bị lỗi rồi. Dạ. Tánh không mà càng nói á, càng nói chuyện, càng nói ra là sai rồi. Đơn giản lắm. Làm đơn giản thôi. Biết mình đang thấy, biết mình đang nghe. Các anh chị nhìn đi. Giờ Nhật Anh đang pin cái hình Nhật Anh lên đây trước mặt các anh chị nè. Giờ các anh chị nhìn ha. Nhìn biết là đang thấy thôi. Không có nói đẹp xấu, không có gì hết trơn á. Thì giây phút đó chỉ biết mình đang thấy là nó dừng lại, đó gọi là tánh không. Ừ. Thì ứng dụng của nó ra sao? Những giây phút mà bất như ý tới với mình, tánh không được thì nó tan ra. Nội tâm mình nhẹ nhàng đi để mình sáng suốt hơn. Sáng suốt lúc đó mới xử lý được vấn đề. Lúc đó không thấy vấn đề nữa thì cao hơn vấn đề. Tầng bậc nhận thức nội tâm của mình đó đã cao hơn vấn đề phát sinh này. Lúc đó mọi chuyện tự nhiên biết cách xử lý. Những lúc mà sợ đến mức cùng cực, Nhật Anh có một lần đó khi ở Phần Lan á, lúc trước đây Nhật Anh ở Phần Lan, buổi tối đi làm về buổi tối, tối thui à, mở cánh cửa ra, vừa mở cái cửa ra có nguyên một cái cục đen thui. Có một cái ông đó, ông mặc đồ đen, ở Phần Lan lạnh lắm, mặc đồ đen, mặc đồ mà kín mít nè, đứng ở trên lao xuống. Thì ngay trong giây phút đó giật mình hoảng lắm. Nhưng mà lúc đó trực nhớ lại, biết mình đang nghe, biết mình đang thấy thôi. Thì bỗng dưng là sáng suốt, ổng bị xỉn, ổng té xuống, ổng lao ra ngoài cửa. Thì tự nhiên mình biết, mình lách ra, sau đó mình đi lên. Rồi coi ổng có sao, ổng có té đập đầu vô cửa có sao không. Thì mình biết cách xử lý. Còn không thôi là giây phút đó hoảng loạn. Con người mình trong giây phút hoảng loạn thì nhiều cái nó xảy ra lắm, bất như ý nó xuất hiện nhiều lắm. Nên là bóng tối, mấy cái đó bóng tối mình cũng không cần phải chạm vô quá. Nhưng mà ai trong giây phút mà cần sử dụng tánh không, vừa cần khởi tạo nên tánh không, biết mình đang thấy thôi. Giờ ai đó khen mình quá thì sao? Ai đó chê mình quá thì tánh không được không? Chê tối ngày sáng đêm chê hoài, gặp ai cũng chê hết, cũng bị chê hết. Thì tánh không cho nó khỏe. Còn không có tánh không thì bị dính. Đơn giản là không đánh không mà không khởi tạo là tâm cảnh dính nhau. Là lúc đó là sân si xuất hiện. Phải dụng công dữ lắm, phải cố gắng là tu dưỡng dữ lắm. Thấy người ta không có vấn đề. Rồi là suy nghĩ lại mình thấy mình cũng có giá mà sao là bị chửi vậy? Sao bị chê dữ vậy? Lúc đó bắt đầu dùng tư duy ra thì nó nặng nề lắm. Ừ, tánh không được nó nhẹ nhàng. Nhưng mà tánh không xong rồi không có nghĩa là buông luôn nha. Tại vì tánh không nó được trong một thời gian rất ngắn. Một sát na hoặc vài giây là cùng. Ứng dụng vô kinh doanh thì sao? Ứng dụng vô trong kinh doanh. Đặc biệt là những cái tin mà tin đồn, những cái mà thất thiệt, những cái mà nặng nề xuất hiện. Tự nhiên ngủ một đêm sáng dậy, mất hết tài sản. Thì nếu tánh không được thì không phải là không có vấn đề, nhưng mà nội tâm của mình nhẹ nhàng đi thì mình sẽ biết cách xử lý. Tánh không xong sau đó dính lại, tách cảnh rồi đúng không? Sau khi tách cảnh xong thì không, mình có không muốn thì nó cũng dính lại à. Điện từ âm dương trong cấu trúc con người của mình đó. Thế giới này là thế giới của vật lý âm dương mà. Điện từ âm dương nó cuốn hút liên tục, mình sẽ dính lại.
mình sẽ bắt đầu suy nghĩ buồn thương giận ghét nó khởi tạo lên, thì lúc đó nó không sáng suốt được nữa. Nhưng nếu có tánh không thì mình nhẹ nhàng hơn, đầu óc mình sáng suốt hơn. Đó là chìa khóa để nâng lên đó, nhận thức nội tâm tầng bậc 3. Sau này những ngày tới nè, các anh chị học, các anh chị nhận được đó, nâng được lên nhận thức nội tâm tầng bậc 3 thì nhận thức của mình cao hơn vấn đề, nên không có gì để xử lý. Đó là ứng dụng. Tính không ứng dụng nhiều lắm, tính không ứng dụng rất nhiều cái. Kích hoạt nhân tài, thấy con người đó đó, con người không phải là cái họ nói, không phải hành vi của họ. Những gì họ làm á không phải là tánh của họ đâu. Tại tánh không, họ là tính không, họ đâu có gì. Thì ai xóa được hình ảnh đó thì mới thấy người ta là nhân tài, mới kích hoạt lên được. Mới thấy chồng mình không có vấn đề, không thấy con mình có vấn đề. Thì lúc đó đó mới kiến tạo hình ảnh tâm trí cho con. Học tới đi ha, học tới đi. Chưa có đủ khái niệm nguồn để nói tới những cái ứng dụng này sau. Nhưng mà cơ bản là như vậy đó các anh chị. Anh Tịnh đang giơ tay. Chứ mà đừng biết tại em chào thầy. Em chào cả lớp, biết với thầy với cả lớp để cho em chia sẻ và đặt nghi vấn đó. Thế cho mọi là cái khi mà mình nhìn cái hình ấy, tức là cái những cái xung quanh mình ấy, mình nhận biết là có, tức là mình nhìn thấy nhưng mà mình không nhận biết nó là cái gì, thì lúc đó là mình đạt trạng thái tính không. Chào anh. Tức là mình nhìn những cái mà xung quanh mình ấy, thì mình thấy nó nhưng mà mình không nhận biết nó là cái gì, thì mình đạt cái trạng thái tính không, đúng không ạ? Cái không nhận biết đó là một á, là mình không biết nó là cái gì, suy nghĩ hoài không ra, thì cái đó không phải tánh không. Còn nếu mà nhìn tự nhiên quên luôn, không biết gọi tên là cái gì nữa, chỉ biết là đang thấy thôi. Tức là em biết là đang thấy thôi, nhưng mà em không định danh nó là, tức là rõ ràng là cái này là cái bút chẳng hạn, đúng không ạ? Thì mình thấy cái bút thôi, nhưng mà mình không nhận diện nó là cái bút. Thì nếu thật sự thấy vậy thì nó là tánh không. Mới gần đây nè, bữa Nhật Anh nói chuyện, đang điện thoại nói chuyện, cái nói tới cái bọc á, cái để đồ á, vợ mới hỏi là lấy giùm em cái bọc đồ, thì vừa nhìn qua cái nhìn thấy cái bọc đồ, không biết gọi tên là cái gì. Trong một giây phút rất ngắn đó, mình quên luôn từ ngữ, không biết cái đó là cái gì nữa, nhưng mà chỉ biết là đang thấy cái hình tướng đó, không áp đặt vô nó là cái gì. Tại vì giây phút đó là không có từ gì diễn tả được hết. Mình mà trồng một cái biết, mình gọi là cái này là cái bao ni lông, này là cái bọc đồ thôi, là mình đã bị dính. Cái đó là chi kiến lập chi đó. Dạ. Thấy biết mà trồng thêm một cái biết của mình vô. Dạ, thế thầy cho em hỏi một cái câu nữa là cái lúc nãy mà thầy có đọc một cái câu gì mà không ưa nước bàn nhá. Thầy có thể đọc lại cái câu cuối mà không ưa. Không quán không tưởng. Có nghĩa là không có tưởng tượng, không có suy nghĩ, không có quán tưởng gì hết. Tại vì có nhiều người á, muốn nhận được sự an vui, thanh tịnh, chân thật này nè, đi quán tưởng, dùng thân tứ đại, ngồi tu thiền, dùng thân tứ đại để quan sát hơi thở, là quan sát phần khí. Quán mà, có nghĩa là quan sát. Chú tâm vô. Quán ra thì càng quán nó càng rời xa. Tại vì mình đang tập trung vô cái thân tứ đại mà mình lại muốn nhận vô sự chân thật. Các anh chị nhìn cái hình vẽ này nè, tập trung vô thân tứ đại là có phải là cái giả tạm không ạ? Giả tạm, tại vì nó không có lâu bền, thay đổi qua không gian thời gian. Mình muốn nhận sự chân thật, có nghĩa là nhận cái không thay đổi qua không gian và thời gian. Thì muốn nhận cái thật, nhưng mà lại lấy cái giả tìm cái thật, thì vĩnh cửu không tìm được, chỉ có thể tìm được cái giả thôi, chứ không có cái thật. Giống như nó lấy cát mà muốn nấu thành cơm, thì chỉ có tìm ra nấu ra cát thôi, chứ đâu có ra cơm được. Dạ, chắc thưa thầy cho em hỏi một chút, nó là khi mà mình mà mong, tức là mình ham muốn tìm được cái sự an vui rồi tính không ấy. Một là mình tham tưởng thì nó rời xa thì em không nói này. Nhưng mình có mong muốn mà mình có đặt ý, thì để cho mình muốn trở về cái tính không, cái sự an vui nó được nhiều hơn, thì mình hoặc là có thể là mình sẽ để tự nhiên, hay là mình sẽ dùng để tự nhiên
Anh mà càng cố gắng tham muốn đó, không tham mà không quán, không tưởng, không ưa. Ưa có nghĩa là thích đó. Là có nhiều người mà nhận được sự tánh an vui này nè các anh chị, tánh không an vui, ai mà nhận được á, sướng lắm, sướng còn hơn, gọi là hơn tình dục nữa. Cái trạng thái nó sung sướng nội tâm mà không có cái gì diễn tả được hết. Thì nhiều người là nhận được xong rồi ưa, thích an trú vào trong thanh tịnh, cố gắng tạo ra thanh tịnh, đi tìm kiếm nó để trú vô. Cuộc sống vướng mắc quá nên là phải kiếm cái thanh tịnh, cái lều dựng lên sau đó chui vô. Thì ưa niết bàn có nghĩa là hả? Vậy là mình cũng không nên đặt ý á. Đặt ý thì một cái ý nhỏ đó thôi, đó là mình muốn nhận lại sự an vui, nhận lại sao ta, thì chỉ đơn giản là vậy, chứ không có đi tham thích đó. Không ưa niết bàn có nghĩa là không có ham thích. Đã. Càng ham thích thì càng rời xa, tại vì đó là tánh tham. Tí nữa nè, khi mà giải lao xong mình nói tới tham, từng phân tích từng cái chữ trong 16 cái tánh người này là sao, và phân tích ra 16 tánh người của mình ra sao, để mình hiểu về tánh con người của mình. Dạ, em ơi, biết ơn thầy ạ. Được ha anh? Dạ, dạ, biết ơn thầy nhiều ạ. Nhưng mà anh có vẻ anh theo cách anh nói là nhận được đó. Ừ, dạ. Có nghĩa là thấy biết vậy thôi. Tánh thấy, chồng thấy phải xa luân hồi. Luân hồi có nghĩa là các anh chị đừng hiểu lầm nghe. Luân là luân chuyển. Luân là luân chuyển. Hồi có nghĩa là hồi quy, là quay lại. Thế giới này là, nè các anh chị nhìn thấy nè, cấu trúc của con người của mình có phải nó mang điện từ âm dương không ạ? À? Đúng không các anh chị? Có điện từ âm dương. Thì vạn vật xung quanh này đều là điện từ âm dương hết. Đều có điện từ âm dương. Đã. Vậy thì thế giới này đang sống ở đây là thế giới của điện từ âm dương. Các nhà khoa học đã tìm ra và cho chúng ta một kết luận đó. Khoa học người ta gọi là vật lý lượng tử. Còn bên nhà Phật thì đã biết từ xưa đó là gọi là điện từ âm dương. Thế giới của vật lý âm dương, điện từ âm dương. Vậy thì xung quanh mình toàn là điện. Chỉ cần mình khởi tạo nên mong muốn tham một cái gì đó là nó kéo đi luân chuyển, luân hồi là nó kéo mình đi. Ví dụ như các anh chị muốn đi tới đâu, bây giờ các anh chị đang ở nhà, mấy ngày lễ này các anh chị đi đâu đó chơi, trong đầu mình khởi ra một cái ý, nên là thôi giờ đi chơi đi, đi đâu chơi, hay qua nhà ai thăm ai đi, thăm cô dì chú bác, hay đi đâu đó chơi, đi ăn gì đó. Thì chỉ cần khởi lên, có phải là các anh chị khởi lên một cái suy nghĩ đó, thì chắc chắn có phải là nếu mà giữ suy nghĩ đó thì nó sẽ kéo mình đi tới đó không? Kéo mình đi tới đó. Còn nói đơn giản thôi là giờ đói bụng, đói bụng muốn ăn cơm, thì nghĩ tính ăn cái gì đây, là nghe tức khắc hiện hình cái gì lên là mình sẽ đi ăn cái đó. Thân nó kéo thân tứ đại của mình đi tới đó để mình tận hưởng đó, để mình ăn. Sau khi ăn xong thì làm gì? Đi về nhà, quay trở ngược lại như cũ. Nó gọi là luân hồi. Có nghĩa là luân là đi, luân chuyển, hồi là quay lại. Thì tham tưởng nó khởi tạo lên thì mình sẽ luân chuyển đi. Tánh thấy, chồng thấy có nghĩa là cái thấy của mình mà chồng thêm một cái thấy vô, bị dính vô một cái thấy trước đó của mình, thì phải luân chuyển đi thôi. Không còn an nội tâm nó dao động. Luân hồi ở đây có nghĩa là ý nghĩa là dao động nội tâm nữa. Nội tâm mình bị cuốn vô, thấy chồng của mình, nhìn thấy ông chồng thôi, thấy không ưa. Tánh thấy, chồng thấy phải xa luân hồi liền. Là vì nội tâm mình xáo trộn, bị động đậy xáo trộn. Đó, thì một số cái về tánh không, sự an vui. Giờ có bối cảnh chứ. Thường là nói tới học phần của cấu trúc con người là mình ít nói sâu về tánh không lắm. Khi nói tới tâm thái an vui mình mới nói sâu hơn, hoặc là tầng bậc nhận thức nội tâm tầng bậc 3 thì sẽ nói sâu hơn chứ. Ừ. Nhưng thôi, có bối cảnh của lớp mình ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn các anh chị. Có chị Lương Khánh Phương, chị có muốn chia sẻ không chị? Và Trương Mỹ Ngọc nữa. Chia sẻ đi ha, bốn người còn lại có muốn chia sẻ thì chia sẻ đi, sau đó thì mình sẽ nghỉ giải lao. Dạ, mời chị ạ. Em mở mic cho chị. Dạ, em biết ơn thầy.
Biết ơn nhân mạch của em là Thích Tân An học ở Manitoba. Biết ơn cả nhà đã lắng nghe em ạ. Em vừa nhận được cái tánh không. Thực sự là biết ơn thầy. Ở cái bài giảng hôm nay là vì em có bối cảnh của con em ở bên cạnh. Lúc mà em học bài học của em, em và bạn ấy rất chi là quậy. Bạn ngồi cạnh em, bạn ấy làm âm ý lên và em cũng chỉ mong là để em ngồi cho con ngồi lắng yên để mình được học được cái tánh không để cho nó hiểu hơn. Tại vì ngày hôm qua em vẫn còn mơ hồ cái tánh không, nhưng mà biết ơn thầy những cái bối cảnh của các bạn trước đã chia sẻ và em khi con em ở bên cạnh em có cái bối cảnh đó mà em đã nhận được cái tánh không mà em thấy nó vi diệu vô cùng, thấy nó bình an. Mà đúng là mình thấy mình biết nhờ mình không có chấp vào những cái điều đó, đâm ra mình thấy nó an vô cùng thế ạ. Đấy là em biết ơn buổi học ngày hôm nay, biết ơn chia sẻ của mọi người để mà em nhận được cái tánh không. Em cũng tắt mic đi tại vì con em cũng đang vừa ầm ĩ sợ mọi người sợ ảnh hưởng tới bối cảnh để cho mọi người nhận luôn. Nếu mà mọi người nhận được nghe ồn ào đó các anh chị, nghe ồn ào như vậy đó, ai mà thấy khó chịu nội tâm mình trời ơi sao ồn quá, nít nói gì mà ồn quá, để gì dính cái đó là tánh không mất đi liền, không nhận được. Nhưng mà nếu bây giờ nè các anh chị nghe, biết nghe thôi, giờ nghe ha, giờ các anh chị cứ nghe nè, giờ không có tiếng, không có tiếng thì nghe không tiếng, khi có tiếng thì nghe có tiếng, nghe tiếng gì kệ nó, biết là có tiếng thôi, còn mà biết tiếng gì nữa là bị dính đó. Hay là nghe thôi có tiếng. Hello con trai. Chưa thầy, em đeo tai nghe đâu mà em không muốn để cho ý ở ngoài, đâm ra em phải đeo tai nghe. Đeo tai nghe ha. Dạ vâng ạ. Đâm ra con em cũng không có nghe được thầy nói ạ. Chứ còn bạn cũng thích muốn học lắm nhưng mà bạn ngồi đây bạn cạnh bạn quậy, bạn làm đủ trò, nhưng mà thực sự là cái tánh không ngày hôm nay em nhận được cái thông điệp mà không chấp vào nghe thầy nói biết, đâm ra em thực sự là lúc đấy em thấy an mà thấy sung sướng lắm thầy. Thực sự là vô cùng là vui. Lúc đó là nhẹ nhàng tự biết là nghe chia sẻ ạ. Dạ. Dạ. Và em cũng chia sẻ mọi người là em đang ở bên Đức và em cũng được có nhân duyên em được học cùng với cả lớp của mình đấy ạ. Chị ở Đức, chị ở đâu? Em ở Ludwigshafen ạ. Là ở đâu ta? Em được biết ơn nhân mạch của em là Tâm An đã cho em vào được vào học, giới thiệu em được vào khóa K17 em được học ạ. Biết ơn chị. Biết ơn thầy, biết ơn cả nhà ạ. Cho em xin phép tắt mic ạ. Dạ, biết ơn chị. Không ép nghe. Đỗ Lê Phương Nguyên hỏi là như vậy có ép cái tánh của mình không? Không ép. Thấy tự nhiên thấy. Nghe tự nhiên nghe. Còn khi nào á ép là như vậy nè, ép á là buộc mình thấy, thấy là phải thấy thôi. Thấy phải thấy nghe, không có được nhín ạ. Dụng công là nhìn nghe biết mình đang nghe thôi, biết mình đang thấy thôi, thì lúc đó nó nặng nề lắm. Cái khác biệt giữa tự nhiên với lại mình cố gắng đó là nằm ở sự nặng nề, sự nhẹ nhàng hay là sự nặng nề. Nếu các anh chị làm tự nhiên, các anh chị thấy thì bây giờ mình có mắt mà mình thấy, mình biết mình đang thấy thôi, mình nhắm mắt lại, giờ nhắm mắt lại các anh chị thử nhắm mắt lại đi, thì mình vẫn đang thấy. Thấy giờ nếu mà gọi tên ra thì thấy có màu đỏ nè, màu vàng vàng ánh sáng chiếu vô nè, đó cái nó cái thấy đó. Nhưng mà lỡ rồi lại dùng ngôn từ nói rồi thì nó không còn chân thật nữa. Nhưng nếu giây phút đó chỉ biết mình đang thấy thì không có cái gì gọi là cố gắng nỗ lực, hay là theo các cái vị thì họ gọi là dụng công. Dụng công có nghĩa dùng công lực, dùng cái công á, dùng cái cố gắng á. Nên là đúng cái đoạn sung sướng đó nó ngắn lắm, đúng đó anh Hảo. Anh Hảo nói là cái đoạn sung sướng đó ngắn quá. Ngắn lắm chút xíu, một phần không biết mô tả được bao nhiêu, 1/10 giây là mình định giả bộ nói thôi chứ chả biết là bao nhiêu giây. Nó nhỏ xíu. Thì khoảnh khắc nó rất ngắn. Mọi thứ tự nhiên, đã nói là tự nhiên nghe mà, tự nhiên nghe, tự nhiên thấy, tự nhiên nói, tự nhiên biết, đó là tự nhiên. Tự nhiên là tự nhiên nó nín thinh. Có ai mà nhận sâu hơn nữa thì các anh chị thấy là giây phút mà biết mình đang thấy, biết mình đang nghe, tự nhiên ai đó mà tự nhiên khóc
khóc mà không biết tại sao khóc, nhưng nó an vui lắm, không khóc, không không có lý do là buồn khổ gì hết, nhưng nó trào ra cái sung sướng của an vui, nó tuôn ra cái tự nhiên khóc, thấy cái tia nắng chiếu, thấy tia nắng chiếu vô cửa tự nhiên ngồi khóc. Hồi đó có lần Nhật Anh như vậy, thấy cái tia nắng chiếu qua cái cửa ngồi nhìn cái tự nhiên ngồi khóc, không biết tại sao. Ai mà có trạng thái đó, nhưng mà hiểu là không có, không có buồn khổ gì nghe. Chia tay buồn quá, ngồi thấy cửa sổ nhớ người yêu khóc, thì lúc đó nó không phải là tánh không đâu. Nó bị dính à. Nên là tự nhiên, không cố gắng nhìn. Các anh chị nhớ chìa khóa ở đây, đó là biết mình đang thấy và biết mình đang nghe. Tự nhiên biết, tự nhiên nghe. Đấy, vậy thôi. Cảm ơn chị Khánh Phương, chị nhận được rồi đó. Ừ. Con cái ồn ào, sợ quần, nhưng mình thấy bình thường đúng không? Không có gì đâu. Thì tánh không mà nó khởi tạo, thì tính không nó sẽ xuất hiện. Tại vì thấy không có vấn đề nữa. Các anh chị thông cảm nghe. Một số anh chị mà nào mà nhận được thì nhận. Cái này không có hiểu đâu chị Thu. Nguyễn Thị Thu nói là chưa hiểu nè. Không phải hiểu. Cái này mà càng hiểu là càng xa rời, chỉ có nhận được thôi. Thì nếu mà chưa nhận được thì thôi thông cảm ha, tích lũy công đức, tích tạo công đức. Khi hôm nay chắc không có nói tới công đức phước đức được quá, chắc không biết, không biết bối cảnh có thuận lợi không, thì không có thì ngày mai mình cũng sẽ nói tới là chỗ công đức. Cái người mà nhận được tánh không á, nhận được, xin lỗi, là khởi tạo khánh thông, nhận lại sự chân thật, thì nếu có công đức sẽ nhanh nhận hơn. Có công đức thì cái độ dài á, anh Hảo, Vũ Khắc Hảo, độ dài nó cũng sẽ dài ra. Ngồi chậm chậm. Xin mời chị Mỹ Ngọc, Trương Mỹ Ngọc. Hình như giơ tay từ đầu luôn hả? Nhờ anh mở mic cho chị nè. Dạ ông trai thầy và trò cả nhà. Em biết ông thầy với cả nhà để ông cho em được hỏi. Nghe hơi nhỏ à. Dạ thầy nghe rõ không thầy? Giờ nghe rõ hơn rồi đó. Dạ biết ơn thầy đã cho em được hỏi. Thì thầy muốn hỏi là mặc dù mà họ muốn nhận được sự chân thật, nhưng mà trong cái lúc tánh và lúc tình họ bị cấm bởi những suy nghĩ, mặc dù không có những thông tin bên ngoài tác động vô, nhưng mà lại có những cái tác động từ lớp tánh đến lớp tình đó thầy, là những suy nghĩ, những cái tưởng của mình đó. Vậy thì làm cách nào để họ có thể nhận được sự chân thật của thầy, và khi nhận được họ có nhận biết được không? Thì tách tâm cảnh ra, biết mình đang thấy, biết mình đang nghe. Còn nếu đã bị dính rồi thì thôi, học tiếp những cái khái niệm nguồn ánh sáng đó, đưa vô người mình thì qua thời gian nó sáng suốt, ánh sáng lên thì mình sẽ không thấy vấn đề nữa. Nếu có vấn đề thì cũng dễ dàng xử lý hơn. Nâng từ từ, nâng tầng bậc nhận thức nội tâm lên, nâng tầm nhận thức nội tâm. Thưa thầy, tại sao có những người họ nhận được sự chân thật, còn có những người thì không bao giờ nhận được thì nó khác nhau lại? Không phải là không nhận được mà là chưa nhận được thôi. Do công đức. Người có phước đức chưa chắc nhận được, không có nhận được. Nhưng người có công đức thì nhận được. Phước đức làm cho cuộc sống mình tốt, cuộc sống mình tốt lên, đó là điện từ dương. Mà mình nói tới phước đức là một khối điện từ dương, nó là cho cái cuộc sống mình nó theo, nó phát triển ra, phát triển tốt lên, ra những cái quả như ý. Từ con người trẻ thì họ có dễ dàng nhận được cái sự tinh thần hơn so với người có công đức phước đức không thầy? Chưa nghe. Cái người mà có trí tuệ đó thầy, có cái tầng bậc nhận thức nó ở cái mức cao hơn, thì họ có cái dễ dàng tìm được sự chân thật so với công đức và phước đức không thầy? Trí tuệ đó là trí tuệ tầng bậc 3 đó. Mà muốn học tới giàu trí tuệ là 5 tầng bậc, thì nâng lên tầng bậc 3 đó là tánh không. Đây là cái này nè. Thì nó cũng là nó đó. Nhưng mà trọng điểm là công đức. Làm thế nào để có công đức phước đức? Chưa nói. Chưa tới học phần đó. Khác nhau như thế nào?
Các anh chị thông cảm giúp Nhật Anh ha. Nay Nhật Anh hơi nhiều chuyện nên là nói ra nhưng mà chưa có giải được. Tiếp tục từ hôm nay tới ngày mai mình sẽ nói tới à. Dạ, cứ chậm thôi. Đó, các câu hỏi nè, công đức phước đức ra sao nè. Chắc chắn sẽ làm rõ hết. Tại vì nó thuộc về, mình đã ghi ra rồi. Nó thuộc học phần cấu trúc con người mà. Nè, có ba khối: phước đức, công đức, ác đức, nè, tổng nghiệp. Thôi, bây giờ chắc mình giải lao đi nha. Chị Ngọc Thảo giải lao luôn không chị? Hay là chia sẻ liền? Có chia sẻ gấp dữ không? Muốn chia sẻ dữ không? Có ha. Dạ. Rồi, chị Thảo dạ, chia sẻ đi. Đang mặt đó luôn đó thầy. Dạ, dạ. Là em muốn hỏi một cái là giống như là cái tánh không á, mình nhận á, xung quanh mấy cái bối cảnh mình ồn ào mà mình đang tập trung mình làm việc á, thì mình không có đặt quan tâm tới những cái gì mà di chuyển xung quanh hay là ồn ào cười giỡn đâu đó, mình vẫn tập trung làm việc, thì cái đó là mình nhận được cái tánh không. Như vậy á, thì cái người xung quanh á tạo ra cái tiếng ồn bối cảnh đó, họ chủ mục đích là họ muốn làm cho mình sao lãng, mình bị hút vào cái bối cảnh đó, nhưng mà mình không có làm theo ý họ đó. Vậy họ có những cái lời oán trách mình á, như vậy thì mình có bị mắc phước không thầy? Hay là những có cái lời mà xăm sọt sau lưng mình á, nói mình ra vẻ ta đây làm xíp tụi này nọ đâu, nhưng mà mình không có ý, chứ là mình cũng không có muốn quan tâm, tự nhiên những cái đó là bối cảnh nó vô bổ đối với mình á, mình không cần quan tâm tới. Thì cái đó có ảnh hưởng tới mình không thầy? Thì làm cho người ta đau khổ là ác đức. Nhưng mà bóng tối mà tập trung vô tích tạo công đức phước đức lại nó tan hết à? Cũng bị hả thầy? Bị dính thầy. Kệ nó, dính kệ nó. Rồi mình nghe đó, mình không phải là mình khi dễ người ta, mà tự nhiên sao lúc đó hơi bị đơ ra như thầy. Cũng là thì đơ mà nhận được, nhận được tánh không mà có biết nói gì đâu. Nhưng mà dạ, sau khi nhận xong, dính nên nhận được tánh không xong, khởi tạo tánh không xong, thì bắt đầu mới linh hoạt, lúc đó tự nhiên biết sẽ nói cái gì. Sẽ biết đơ là nên nói lại bằng cách nào. Dạ, đơ ra xong cái người đối diện mình nó nói là nó khi dễ mình, nó không thèm trả lời với mình. Nhưng mà thật ra không có ý vậy thầy. Vậy mình có bị mất phước nữa không thầy? Này, đừng sợ mất phước. Sợ gì? Bây giờ hiểu ra thì làm, nếu mà hiểu thấu ra làm cái gì đó cũng không biết được là phước hay là ác đâu. Vì người mình đã tạo cho người ta hiểu lầm ngày mình mai, xong có những cái lời ngày mai nói tiếp ha. Ngày mai nói tới về phước đức, công đức với ác đức thì lúc đó mới nói được. Bây giờ mà có giải ra chưa đủ khái niệm nguồn, chưa đủ để em được dạ, để thầy ơi, thêm câu lên thầy. Em có những cái giấc mơ mà diễn ra ở trong giấc mơ mà ở ngoài đời y chang như vậy luôn á, bối cảnh có tiếng ồn lời nói trong cái giấc mơ như thế nào á, ra ngoài y chang vậy luôn. Nói chung là trong giấc mơ sao là hiện thực ra ngoài y chang vậy luôn. Nhưng mà một thời gian sau nó hiện ra, vậy là mình biết là mình cái nó là đè chồng, mà em không hiểu tại sao là mình khi thường có cái những giấc mơ mà nó báo đặc hiệu cho mình biết trước là cái điều đó diễn ra, sắp diễn ra tới mà mình không ngờ. Cái đó nó là thuộc về nó thuộc trong tàng thức của mình đó, trong tổng nghiệp tàng thức của mình nó chứa những cái hình đó, nên khi mình ngủ nó tuôn ra. Giống như cái người đó nằm mơ thấy người đó chết á, mà người đó bệnh trước tiên, nằm trên cái giường bệnh đẹp lắm, hồi mà họ đang đi mạnh khỏe, họ đang đi chơi tung tăng tung ta, mà em nằm mơ thấy họ bị bệnh, họ nằm trên cái giường, liệt trên cái giường luôn. Cái xong cái thời gian sau các em lại thấy họ chết, là cả dòng họ đeo tan đồ quẹo hoặc cái cảnh nó đeo tan hết trơn luôn. Cái đến hồi cái em cũng sợ quá, em cũng kể cho người nhà em nghe. Cái nhà em nói là không có được nói ông chủ chết, ông đang đi chơi tung tăng ta, mà mình nằm mơ thấy ông bệnh, ông chết. Rồi xong rồi cái em quên đi. Thôi, nói chung là giờ vậy, quên đi, từ từ nói, giờ nói ra chưa đủ bối cảnh nói đâu. Mấy ngày tới dạ, đi ha chị Thảo. Dạ, biết ơn thầy. Dạ, cảm ơn chị. Biết ơn cả nhà đã lắng nghe. Mình giải lao đi các anh chị. Nãy giờ nói là có nhiều anh chị nói nè, thôi giải lao đi, mình nghe nhạc tí đi, nghe cả nhà. Giờ dính lại nè, giờ không tánh không nữa ha. Dính lại đi rồi lát nữa mình vô mình nói tới tánh người. Hẹn các anh chị. Chúng ta sẽ bắt đầu. Chúng ta sẽ tìm hiểu về 16 tánh người của mình. Hôm qua, đầu tiên chúng ta nói về cấu trúc con người nè. Chúng ta đã biết gọi tên cấu trúc con người của mình theo ba góc độ là dân gian, tôn giáo
và theo nhà Phật. Thì ở trong đó, trong cấu trúc con người của chúng ta có một phần rất là quan trọng, đó là 16 tánh người. Chúng ta sẽ nói giao lưu với nhau và tìm hiểu sâu hơn về 16 tánh người. Các anh chị nhớ 16 tánh người không ạ? 16 cái chữ viết ra nè, đó là thọ nè, tưởng nè, gì nữa ạ? Thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thùy, tham, sân, si, mạng, nghi, ác, kiến. Đó là 16 tánh. Tại sao chúng ta lại gọi là 16 cái tánh người của mình mà lại không gọi là tính cách? Sao không gọi là tính cách? Không đi tìm hiểu về tính cách mà không tìm hiểu về cái tâm. Tại vì tính cách thì nó không rõ. Nên là theo góc độ của nhà Phật thì chúng ta đã được làm rõ ra là có 16 cái tánh, được gọi tên như là chúng ta, các anh chị đã thấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái chữ Hán nha. Ví dụ như chữ thọ nè. Chữ Hán đó thì dịch nghĩa ra tiếng Việt nghĩa là gì? Chúng ta sẽ ghi định nghĩa của những chữ này trước, rồi sau đó chúng ta sẽ ráp vào tánh người. Tại vì chữ tài á, tài, hiểu về chữ tài nó khác với tánh tài. Tham, chữ tham trong tiếng Việt nó khác, còn tánh tham nó khác. Nên là chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu nha. Tìm hiểu nha các anh chị. Rồi, đầu tiên là tánh thọ nè. Các anh chị có thể ghi lại giúp Nhật Anh. Thọ. Thọ nghĩa là nhận vào. Thọ nghĩa là nhận vào. Thọ nghĩa là nhận hoặc là thu vào. Thu nhận vào. Thọ đơn giản nhất hiểu theo nghĩa chữ Hán đó, dịch ra có nghĩa là nhận. Thọ là nhận. Thọ là nhận. Thọ là nhận. Tại vì một cái chữ Hán đó, nó có nhiều nghĩa lắm. Chúng ta sẽ cho phân tích ra xem mình chọn cái chữ nào, chọn cái chữ nào để phù hợp. Thọ là thụ á. Thọ là nhận vô. Nó giống như thụ. Thụ nhận, thọ nhận là nó đó. Chúng ta sẽ chọn cái nghĩa của từng cái chữ này để chúng ta hiểu nó. Rồi sau đó chúng ta mới nói tới là tánh thọ là sao, 16 cái tánh người là sao. Thọ nghĩa là nhận, nghĩa là thu nhận vào. Rồi, tưởng. Tưởng thì có ba cái, tưởng thì có ba cái ý nghĩa. Có ba cái nghĩa cần phải hiểu ở đây. Chữ tưởng nè, có ba nghĩa. Một á, là nếu như mà chúng ta quay về quá khứ, tưởng về quá khứ, thì cái đó nghĩa là tưởng nhớ. Tưởng, nếu quay về quá khứ thì nó ý nghĩa là tưởng nhớ. Tưởng trong quá khứ, quay về quá khứ nghĩa là tưởng nhớ. Nếu mà tưởng á, nếu mình tưởng ở hiện tại thì đó là tưởng tượng. Tưởng ở hiện tại nó là tưởng tượng. Còn nếu như tưởng tương lai, nghĩ về tương lai thì gọi là liệu định. Liệu định. Dạ đúng rồi đó. Các anh chị ghi lại đó. Tưởng quá khứ gọi là tưởng nhớ. Tưởng trong hiện tại đó là tưởng tượng. Tưởng về tương lai đó là liệu định. Có nghĩa là mình định trước ra, mình nghĩ tới liệu, tiên liệu. Nghĩa là mình lập mục tiêu nè, mình nghĩ về mục tiêu sắp tới của mình sao, thì cái đó tưởng đó, tưởng hướng phóng về tương lai thì nó là liệu định. Còn mình đang ngồi ở đây, đang ở hiện tại này, nhưng mình tưởng tượng đi đâu đó, mình nghĩ về chỗ nào đó, thì nó là tưởng nhớ, nó là tưởng tượng. Còn nếu mà nghĩ về quá khứ, nhớ về ký ức hay là những cái gì hôm qua trong quá khứ của mình thì nó thuộc về tưởng nhớ. Đó là tưởng. Hành.
Các anh chị ghi kịp không ạ? À? Thọ tưởng rồi đó. Hành. Được ha các anh chị. Dự định. Tiên liệu. Liệu định. Chốt một chữ đó là gọi là liệu định. Hành. Hành có nghĩa là truy xuất ra. Các anh chị ghi chữ đó vào. Có nghĩa là truy. Trợ truy á. Truy xuất ra. Hành là truy xuất ra. Theo chữ Hán, chữ hành nó có nhiều nghĩa lắm. Nhưng mà chọn một cái ý nghĩa làm sao để cho mình thấu hiểu được tánh người của mình. Thì mình chọn ý nghĩa là truy xuất ra. Truy xuất, đúng rồi đó, truy xuất ra. Thọ tưởng hành rồi đó, thức. Nè, mình đi từ vòng trong ra đó các anh chị. Theo thứ tự luôn. Thọ nè, tưởng nè, hành nè, thức nè, tài, sắc, danh, thực, thụy, tham, sân, si, mạng, nghi, ác, kiến. Thọ, tưởng, hành rồi. Giờ tới thức. Thức có nghĩa là biết. Thức là biết. Là ý thức. Thức là biết. Là ý thức. Thức nghĩa là biết, là ý thức. Hiểu biết á, hiểu biết rồi ý thức của mình, cái thức đó, kiến thức. Thức là biết, là ý thức. Tài. Tài nghĩa là sao? Tài nghĩa là, nhắc tới tài thì các anh chị nhớ tới cái gì? Nhớ tới cái gì? Tài nè, nhắc đến tài. Tiền hả? Tài ba nè. Thì tiền có ai nhớ đến tài là thần tài không? Thần tài thổ địa không? Tài. Tài đó là tiền nè. Tài lanh nữa hả? Có người nói là tài lanh. Tài có nghĩa là tiền tài. Tài là tiền tài. Với lại là tài năng. Đúng rồi. Tài là tiền tài, tài năng. Bách hoại. Tài lanh, tài lọt. Có tài xỉu nữa hả? Sao nhiều chữ quá vậy? Tài có nghĩa là tiền tài. Tiền tài với tài năng. Minh Phúc nói là anh con tên là Thành Tài. Có nghĩa là nhắc đến tài là nhớ tới ông anh. Nhưng mà ở đây nè, chữ tài trong tánh người nè, có nghĩa là tiền tài với lại tài năng. Tiền tài, tài năng. Mình không dùng tài lộc, mình dùng tiền tài đó. Tại vì lộc á, lộc nó lại liên quan đến phước rồi đó. Chốt một chữ giống nhau thôi, tài đơn giản thôi. Tài là tiền tài. Tiền. Sắc. Sắc có nghĩa là sao các anh chị? Sắc. Nhắc tới sắc thì các anh chị nhớ tới cái gì? Sắc đẹp nè. Bảy sắc cầu vồng nữa hả? Sắc. Sắc. Sắc có phải là sắc đẹp không? Sắc là sao? Sắc là sao các anh chị? Sắc á, có hai cái ý ở đây. Một, đó gọi là sắc thân. Các anh chị ghi chữ này lại nè. Sắc thân. Sắc thân. Sắc thân thì nó đã bao gồm là sắc đẹp. Và nó rộng hơn như vậy nữa. Sắc đẹp và rộng hơn cả sắc đẹp. Thân thể của mình đó. Sắc thân. Các anh chị có nghe cái chữ gọi là trong dân gian á, hay nghe gọi là trọng sắc thân không?
trọng trọng sắc thân, có nghĩa là quan tâm quá tới sắc thân á, làm quá lên, quan tâm quá lên trọng sắc thân. Cái người mà trọng sắc thân á là một cái cọng tóc bạc thôi mà xuất hiện là như là thế giới sụp đổ. Trời ơi, không được, không được. Tôi già rồi, buồn. Làm lớn lên thì cái đó là sắc thân, tận thế á. Một cái móng tay, móng chân bị gãy thôi, hoặc là mặt á, nổi một cục bụng lên thì khó chịu, không không chịu được. Thì cái đó là sắc thân á. Cái đó là sắc thân. Ở đây mình vẫn đang thu âm đúng không ta? Ừ. Sắc thân, sắc thân có nghĩa là bao hàm sắc đẹp, với lại cái thân của mình động hơn như vậy nữa. Thì sắc đó, những người nào có sắc thân cao là họ quan tâm quá đến cái sắc của họ, cái sắc đẹp của họ, cái thân của họ. Ừ. Một cái một tay thôi, tay mà mình bị chai đó, người phụ nữ nào mà người ta sắc thân cao là tay bị chai là không chịu được, phải mua liền kem dưỡng nào mà giá tiền là cao, tiết lượng tốt, sức dùng ngày nào cũng sức hết, tối ngày sáng đêm sức để cho da tay của mình được đẹp. Nếu nó không đẹp là không chịu được, thì cái đó nó gọi là sắc thân đó. Thì sắc ở đây có hai nghĩa, một là sắc thân, hai là sắc tướng. Sắc tướng, sắc tướng. Ừ. Một là sắc thân, hai là sắc tướng. Sắc tướng nghĩa là sao? Có nghĩa là nó là như vậy. Ngôn từ á, các anh chị nghe nói chuyện nè, ví dụ như các anh chị nghe Nhật Anh nói chuyện, có những lúc nói cũng đâu có chuẩn. Cái ngôn ngữ nói ra đó, rồi âm thanh, cái âm thanh, cái ngôn từ nói ra nghe giọng vùng miền có khi là nghe thấy không không có hợp, thấy kỳ cục á. Cái đó gọi là sắc tướng, nghe thấy không chịu được. Cái sắc tướng, rồi sắc tướng liên quan đến là chữ chính tả, viết chữ này nè. Ví dụ như giờ Nhật Anh, các anh chị nhìn cái hình đang viết đây, lỡ mà viết sai chính tả thôi thì cái người mà có sắc tướng cao là nhìn vô đó là thấy liền, thấy liền là sắc tướng là cái chỗ này viết sai chính tả rồi, không có khi là không thèm đọc nữa luôn. Ai đây đã từng đọc ở đâu đó, đọc ở đâu đó thấy đọc rất hay nha, nhưng mà chỉ cần đọc trúng một chỗ là sai chính tả thôi là ghim ghim cái chỗ đó liền, nói là người này không có trình độ viết gì mà viết sai chính tả, cái từ đó đánh giá mà cái bài đó tệ, cái không đọc nữa. Có không, có không? Sắc tướng á, sắc tướng về ngôn từ á, về ngôn ngữ đó là sắc tướng á. Ai đây mà dính sắc tướng chính tả đó là không chịu được, viết sai thôi là khó chịu lắm. Đó là sắc tướng. Rồi cái nhà của mình á mà bị dơ, lỡ ai con mình chơi đâu nó làm bị dơ bừa bộn thì khó chịu bực bội, thì cái đó là cũng sắc tướng. Sắc tướng có nghĩa là những cái anh Cường hỏi nè, có nghĩa là những cái ở bên ngoài, những cái xung quanh, không gian xung quanh của mình sắp xếp thì phải gọn gàng, cái bàn thì phải để cho gọn, bàn mà để tùm lum quá thì không chịu được. Cầu toàn là khác, còn cái này là sắc là khác. Hình như bên Telegram bị lỗi rồi, nhờ các anh IT dạ xem lại giúp xem là đang hình như bị tắt rồi, có một số anh chị phản hồi đó. Đồ đạc để trong nhà là phải sắp xếp gọn gàng. Ai đây đó có cái tánh này không? Đồ đạc của mình mà người nào đó mượn đồ xong để lại không đúng như vị trí cũ là các anh chị bực bội không? Thấy không, có khi không nói ra nhưng mà khó chịu. Mình liêm chính nội tâm á là mình biết liền à. Rồi đồ đạc mình để ai mà để lung tung quá, vừa bộn quá, dơ quá, vì cái đó là sắc tướng. À đúng rồi, đó là sắc tướng. À, sắc tướng mà cao quá, cao quá thì mình hay nhức đầu lắm. Nhưng mà từ từ bớt đi, sắc tướng nó chuyển qua công việc thì được.
có một số trong công việc, một số cái ngành nghề đặc thù là phải có sắc tướng thì sẽ chuyên nghiệp là tốt hơn. Ví dụ như làm ngành thời trang nè, thời trang, nhưng mà nếu mà không có trọng sắc tướng là quần áo xòe xòa lắm, quần áo xem sao cũng được, tức là mặc sao cũng được, không quan trọng. Nhưng mà người nào có sắc tướng cao trong thời trang là mình sẽ thấy là trời ơi, cái đồ vậy mà thấy ghê, vậy mà cũng mặc được nữa hả? Đồ là phải đẹp, một cọng chỉ xúc ra là không được, một cọng chỉ xúc ra thôi là cũng phải xem coi là may lại, rồi cái nút lệch bằng bên một ly thôi cũng nhìn thấy. Cái ủi đồ, cái ly á, ủi đồ cái ly nó bị nhăn thôi, áo sơ mi còn nhăn thôi là không mặc được, tháo ra ủi liền, ủi lại liền thẳng mới mặc. Có cái đó không các anh chị? Có không? Cái đó nó có ai gặp không? Thì nó thuộc về sắc tướng. Hoàng Bách là đang nhắn tin đó, nhắn tin lộn, nhắn thẳng qua cho thầy đó. Để lại qua anh chỉnh qua nhắn cho mọi người luôn đi Bách. Sắc tướng. Áo quần áo nhìn xíu thôi, nhìn xíu mà thấy bị nhăn. Có một cái chấm nhỏ xíu rồi đó, bị lem ra nhưng mà cũng không chịu được, thì nó gọi là sắc tướng. Sắc tướng ngang chứ khác khó tính ngang. Khó tính rồi kỹ tính là một cái tính cách, còn cái này là cái sắc tướng thôi. Cái tánh sắc của mình nó khác. Đó thì cái đó nó thuộc về sắc tướng á. Rồi cái gì nữa nè, treo. Ví dụ như các anh chị sắp xếp đồ trong nhà mình nè, treo một cái bức tranh, để một cái bức tranh nó bị lệch, nó bị méo qua bên vậy thôi là không chịu được. Thì trong cuộc sống thì nếu mình để sắc tướng cao quá thì mình muốn mưu cầu sự thay đổi của người khác thì mình hơi đau khổ, mình hay vướng mắc. Nhưng mà nếu như mình trong công việc thì sao ạ? Nếu trong công việc thì giữ sắc tướng thì sao? Một số loại công việc đặc thù, ví dụ như làm event đi, làm ngành sự kiện nè, mọi cái phải chỉnh chu. Sân khấu phải chỉnh chu chứ. Chứ lên người ta bước lên sân khấu mà mình làm, mình là người tổ chức ra nhưng lại không có đạt, bụi bẩn lên trên đó, banner background thì bị nghiêng, thì không chuyên nghiệp, thì người ta không làm ăn được, không làm việc được. Ví dụ như vậy, ngành thời trang, ngành thiết kế. Ngành thiết kế nè, ngành thiết kế nó là phải sắc tướng một tí. Sắc tướng một tí thì mọi cái làm ra sẽ chỉnh chu hơn. Thiết kế của mình làm ra, nhưng mình đi in ra mà cái người gia công in ra mà không đạt như thiết kế của mình thì phải nói liền. Tại vì công việc, trong công việc thì giữ sắc tướng đó thì nó sẽ giúp cho mình đó là chuyên nghiệp hơn. Nhưng mà nếu mình áp vô trong cuộc sống thì người xung quanh mình sẽ thấy nặng nề lắm. Chính mình cũng không có tự do được, bị khống chế bởi không gian xung quanh nhiều. Chỗ nào ngủ là phải ngủ chỗ sạch, chỗ nào dơ là không ngủ được. Dơ bụi tí xíu là không ngủ được. Nó là tại sắc tướng cao. Như tên cái tánh thùy nữa, tánh thùy là ngủ nghỉ nữa. Đó, thì đó là gọi là sắc tướng. Các anh chị nắm được sắc tướng này không ạ? Sắc bao gồm sắc thân với sắc tướng. Được hàng các anh chị. Rồi, thọ tưởng hành thức rồi, tài sắc rồi, giờ tới cái gì? Danh, tài sắc danh. Danh là danh tiếng. Có câu hỏi là làm sao để giảm bớt sắc tướng? Thì chưa, khi nào học tới hiểu về tánh tham á, hiểu về tham với tưởng, nếu nó dừng lại là bớt sắc tướng. Định nghĩa sắc tướng mà không dùng ví dụ, đó đơn giản là một cái hình tướng. Mình chọn cái sắc tướng đó có nghĩa là mình nó thuộc sắc thân á, có nghĩa là sắc đẹp ha. Sắc thân là bao hàm sắc đẹp với lại rộng hơn. Sắc tướng là cái hình tướng, nó phải đạt chuẩn. Hình tướng về vật chất xung quanh này, mọi cái nó phải chỉnh chu.
Dạ. Ví dụ nè, trên thực phẩm thì gì? Thúy Minh Tuệ nè, ví dụ là phải cầm phải vi lai mới chịu. Đó là sắc thân. Dòng 1 là phải bao nhiêu đó mới được, dòng 2 là phải eo thon. Thì tốt thôi, nó làm cho sắc con người mình mà đẹp lên. Nhưng mà nếu quá chấp vô thì sẽ bị ám ảnh. Chấp vô nổi một cục mụn, dòng eo lỡ như ngày hôm qua ăn cái gì đó, cái hình ảnh của mình không đẹp, hình ảnh tâm trí mình thấy lúc nào eo mình cũng bự hết. Thì nó vừa mình ra, nó vừa bự lên là nhức đầu nhức cổ liền. Tại vì dính quá, tham tưởng về sắc nó cao quá. Khi mình nói tới tánh người á, chưa nói hết, nói tới mấy các cái tánh còn lại nữa, tham, thân, sân, si ra sao. Rồi vô tánh người, cái này chưa phải là tánh người nghe các anh chị. Cái này chỉ là diễn giải cái nghĩa của từng cái chữ này thôi. Rồi, danh có nghĩa là danh tiếng. Danh là danh tiếng. Danh là danh tiếng. Thực là ăn. Thực là ăn. Thùy là ngủ, là nghỉ. Thực là ăn, thùy là ngủ, là nghỉ. Nghỉ ngơi á. Bội thực là ăn nhiều, bội là nhiều quá. Ăn nhiều quá. Thực là ăn thôi, đơn thuần nghĩa là ăn. Thùy là ngủ, là nghỉ. Tham nè, bắt đầu vô ha. Tài sắc danh thực thùy rồi, thùy được chưa ạ? Thùy là ngủ, là nghỉ. Tham. Tham nghĩa là sao? Tham nghĩa là ham muốn. Các anh chị ghi rõ lại, tham là ham muốn, không phải tham lam đâu. Không phải đâu, đừng giỡn. Tham lam không phải. Tham lam là do mình đồng hóa khái niệm rồi. Tại vì này là cái chữ tham theo cái nghĩa Hán nó gọi là ham muốn thôi. Nhưng mà vô tánh tham á, tánh con người, tánh tham nó sẽ khác. Tánh tham nó có chiều âm, chiều dương thì nó mới ra tham lam, rồi nó ra cái khác. Chúng ta không có đồng hóa khái niệm được. Con người mình hay bị đồng hóa lắm. Hay đồng hóa là những thằng nó tham danh quá. Tham danh quá, danh cao quá. Rồi chữ nào lát nữa nói tới chữ mạng là cũng dễ bị đồng hóa lắm. Tham ở đây có nghĩa là ham muốn, khác với lại tánh tham. Ham là ham muốn, tham là ham muốn. Chân. Chân cũng rất dễ bị đồng hóa. Chân, cái nghĩa đó, nghĩa Hán của nó nghĩa là giận dữ. Nhưng mà tánh sân thì không phải là giận dữ, không phải là chỉ có giận dữ. Sân là giận dữ, đúng nghĩa đen của nó là giận dữ. Nhưng mà tánh sân thì nó sẽ khác. Tí nữa mình nói hết từng 16 cái chữ này thì chúng ta mới đi tiếp tới 16 tánh người là làm sao. Sân là giận dữ. Si là mê muội. Sân là giận dữ, si là mê muội. Mạng. Mạng, đó, ai mà sắc tướng ngôn từ là sẽ thấy liền. Đọc đúng là phải là sao? Đọc gì? Mạnh hả? Mạnh. Không quen, nhà anh không quen đọc là mạng. Tham sân si mạng. Ai mà có cái sắc tướng á là sẽ thấy là đọc sai chính tả, đọc sai rồi, sai âm rồi. Mạn. Mạn có nghĩa là ngạo mạn. Mạn á. Mạn nghĩa là ngạo mạn. Ngạo mạn, nó là ngạo mạn. Nghi. Ngạo mạn nè, kiêu ngạo, cao ngạo. Nó cũng là những cái chữ khác nhau của nó. Nhưng mà tánh mạng là khác nha. Tánh mạng nó có cái chiều âm, chiều dương của nó. Tánh con người, 16 tánh người thì sẽ có âm dương. Còn 16 cái chữ này thì không có âm dương gì hết. Đó là thuần cái ngôn ngữ thôi, thuần chữ thôi. Mạng nghi. Nghi nghĩa là sao? Nghi là hoài nghi. Nghi là hoài nghi.
hoài nghi, ác là tàn ác, nghi là hoài nghi, ác là tàn ác, kiến, kiến là cố chấp, kiến là cố chấp. Chữ kiến nó có nhiều nghĩa lắm. Lúc nãy á, chi kiến lập chi, chữ kiến lúc đó nghĩa là thấy, còn chữ kiến ở đây mình gọi là cố chấp. Mình chọn cho nó một cái nghĩa để nó thuận lợi để mình phát triển về tánh người, hiểu sâu hơn về tánh người. Kiến là cố chấp. Được chưa các anh chị? Thọ tưởng hành thức, tài sắc danh thực thùy, tham sân si mạng nghi ác kiến. Thọ tưởng hành thức, tài sắc danh thực thùy, tham sân si mạng nghi ác kiến. Chúng ta đã hiểu nghĩa của 16 chữ này ha. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục, mình sẽ qua tới tánh người. Tánh con người của mình thì nó sẽ hơi khác. Tánh con người nè, các anh chị nhớ là có chữ tánh, có nghĩa là tánh á, tính cách của mình á, tánh con người của mình. Các anh chị sẽ thấy là tánh con người mình thì nó bao bọc bởi điện từ âm dương. Có phải là nó bao bọc bởi cái lớp điện từ âm dương này không ạ? À? Các anh chị nhìn cái hình này nè. Có phải là có cái lớp điện từ âm với điện từ dương nó bao bọc xung quanh tánh người của mình không? Bọc, bọc bởi tánh người xung quanh. Nên là sao? Nên là có điện từ âm dương có nghĩa là có âm có dương. Có âm có dương thì nó sẽ có biên độ dao động. Đã là tánh người thì sẽ có biên độ để nó dao động. Rồi, các anh chị ghi câu này lại. Ghi câu này lại nha. Nhưng mà ghi ra là phải ngớ nghe. Nhớ câu này nha, phải thuộc luôn á. Tại vì câu này quan trọng lắm. Ghi lại câu này. Tham và tưởng là trọng điểm của tánh người. Tham và tưởng là trọng điểm của tánh người. Tham và tưởng là trọng điểm của tánh người. Các anh chị nhớ luôn nha các anh chị. Tham và tưởng là trọng điểm của tánh người. Tham và tưởng là trọng điểm của tánh người. Tham và tưởng là trọng điểm của tánh người. Phải nhớ luôn, thuộc luôn câu này mới được. Quan trọng, tham và tưởng là trọng điểm của tánh người. Tại sao lại là trọng điểm? Các anh chị thử suy nghĩ thử tại sao lại là trọng điểm của tánh người. Tham và tưởng là trọng điểm của tánh người. Do đâu? Tham tưởng là trọng điểm của tánh người. Hiểu câu này sao đây? Có nghĩa là các anh chị hình dung bây giờ một con người á, không có tham, không còn tham, không có ham muốn gì nữa hết, cũng không có tưởng, không tưởng nhớ, không có suy nghĩ, cũng không có tưởng tượng, cũng không có liệu định, không có tham, không có tưởng gì nữa hết, thì sao ạ? Không, con người không còn ham muốn nữa, không có bất cứ một ham muốn gì, cũng không có tưởng gì, thì không còn là người nữa. Tại vì chỉ có con người á, đã là con người thì có tham với tưởng. Tham với tưởng là trọng điểm của tánh người. Con người mà không có tham, không có ham muốn, cũng không có tưởng ra nữa thì không còn là con người nữa. Cuộc sống tinh thần nói là siêu tốt nhưng xa rời vật chất chưa đâu. Lúc mà không còn tham, lúc đó nên xa rời vật chất á, nhưng mà tinh thần còn là siêu tốt mà, có nghĩa là cũng tham đó. Cũng còn những cái tham nhưng nó vi tế lắm. Nên là chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về 16 tánh người của chúng ta. 16 tánh người đó là sự tính cách của chúng ta, là sự phức hợp, phối hợp của 16 tánh người, mức độ, cấp độ khác nhau. Nó tạo ra tính cách của con người chúng ta. Vẫn là tham tưởng về các thứ khác. Bắt đầu, các anh chị chúng ta hãy bắt đầu ghi lại chỗ này. Tham tưởng nè, tham tưởng, các anh chị ghi trước hàng rồi mình sẽ vẽ cái hình này ra. Tham tưởng,
tham tưởng là trọng điểm của tánh người rồi nè. Tham tưởng về tài, tham tưởng về tài sắc danh thực thùy, tham tưởng về tài, tham tưởng về sắc, tham tưởng về danh, tham tưởng về thực, tham tưởng về thùy, tham tưởng về tài, tham tưởng về sắc, tham tưởng về danh, tham tưởng về thực, tham tưởng về thùy. Quyết định mức độ, cấp độ, quyết định mức độ, cấp độ của tham, của sân chứ, quyết định mức độ, cấp độ của sân, của si, của mạng, của nghi, của ác, của kiến. Tham tưởng về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy, quyết định mức độ, cấp độ của sân, của si, của mạng, của nghi, của ác, của kiến. Tham tưởng về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy, quyết định mức độ, cấp độ của sân, si, mạng, nghi, ác, kiến. Tham tưởng về tài có nghĩa là tham muốn tiền đi. Lát mình diễn giải sâu hơn. Tham tưởng về tài nhưng mà không đạt được thì sân. Tham tưởng về thực, không được đáp ứng, không được thỏa mãn thì sân lên. Thì mức độ, cấp độ tham tưởng nó sẽ quyết định đó, quyết định cái mức độ, cấp độ của sân, si, mạng, nghi, ác, kiến. Đồng thời quyết định thọ cái gì, quyết định đồng thời quyết định thọ cái gì, quyết định thọ cái gì, hành như thế nào và thức ra sao. Đồng thời quyết định thọ cái gì, hành như thế nào, thức ra sao. Tham tưởng về tài sắc danh thực thì quyết định mức độ, cấp độ của sân, si, mạng, nghi, ác, kiến. Quyết định thọ cái gì, hành như thế nào, thức ra sao. Tham tưởng về tài sắc danh thực thì quyết định mức độ, cấp độ của sân, si, mạng, nghi, ác, kiến. Đồng thời quyết định thọ cái gì, hành như thế nào, thức ra sao. Rồi, chúng ta bắt đầu làm rõ nghe các anh chị. Bắt đầu chúng ta vẽ nè. Các anh chị, mình sẽ lấy tánh tham ra. Tham tưởng là trọng điểm của tánh người mà. Thì lấy cái dòng ở ngoài cùng của cấu trúc con người đây. Đây là cấu trúc con người. Thì cái vòng ở ngoài cùng này, tham, sân, si, mạng, nghi, ác, kiến, nó nằm gần nhất với cái lớp điện từ âm dương, nên nó sẽ có dao động, nó sẽ có biến động. Đã là điện từ âm với điện từ dương, nên nó sẽ có âm với có dương. Chúng ta bắt đầu vẽ một cái đường thẳng, một cái đoạn thẳng như vậy. Vẽ một cái đoạn thẳng ra. Một cái đoạn thẳng như vậy, cho hai đầu là một đầu âm với một đầu dương. Ở trên là các anh chị ghi dấu cộng là dương, dưới là dấu trừ là âm. Điện từ âm dương mà, nên có âm có dương. Ở giữa đó ghi số 0, mo, số mo là số 0. Đây, gần giữa đây, số 0, điện từ âm dương. Điện từ âm dương thì nó không bằng không nghe các anh chị. Nó chỉ có tiệm cận thôi, tiệm cận với lại không. Tiệm cận nó điện từ âm dương, đã là điện từ âm dương thì sẽ luôn luôn lưu chuyển, luôn luôn chuyển động. Nó chỉ có chuyển động gần thôi, gần chạm tới cái bằng không. Nhưng nó không bằng không. Rồi chúng ta ghi vô, bắt đầu ghi là tánh tham nè, ghi ở bên phải. Bắt đầu ghi là tánh tham. Tánh tham nè, mình bắt đầu phân tích cái dòng ở ngoài cùng. Cái dòng ở ngoài cùng của lớp tánh người là tham, tham, sân, si, mạng, nghi, ác, kiến.
tham tưởng về cái gì? Tham tưởng về tài sắc danh thực thì sẽ quyết định mức độ cấp độ của sân si mạn nghi ác kiến. Vậy thì mình sẽ làm rõ ra tánh tham là sao. Lúc nãy các anh chị mình đã được hiểu về cái chữ tham. Tham có nghĩa là sao ạ? Các anh chị có nhớ không? Lúc nãy mình mới vừa nói đó. Tham nghĩa là sao? Tham nghĩa là sao? Tham là ham muốn. Ừ, đúng rồi. Tham có định nghĩa của nó là ham muốn. Tham là ham muốn. Ừ, đúng rồi. Tham là ham muốn. Vậy thì nếu mà tham, ham muốn mà, ham muốn cái người á mà ham muốn cứ lấy hết về mình, thì lúc đó cái đó đó, tham đó, cái tham đó có nghĩa là nó tham theo chiều hướng âm. Ham muốn nhưng mà muốn lấy về mình, cái gì cũng muốn lấy về mình hết. Thì cái đó gọi là cái gì các anh chị? Cái đó nó thuộc về, nó nằm ở chỗ âm này nè, nó hạ xuống. Tánh tham nó có dao động. Bản chất của tánh người là nó có điện từ âm dương, nên nó sẽ có âm với có dương. Nên là tánh tham nó cũng có tánh tham âm và tham dương. Ừ. Tham âm với tham dương thì nếu mà tham âm thì nó thành là tham lam. Tham lam có nghĩa là lấy về mình. Người mà muốn, ham muốn, ham muốn mà tánh tham đơn thuần là ham muốn thôi, nhưng mà lại là muốn lấy về mình thì cái nó thuộc về là tham lam. Điện từ âm nằm ở dưới góc âm là tham lam. Nhưng mà nếu như theo chiều hướng dương thì sao? Ham muốn, muốn cho người ta, muốn giúp người ta, muốn cho đi thì cũng có ham muốn không các anh chị? Cái người mà ham muốn nè, ham muốn giúp đỡ người khác, ham muốn thay vì đó là nhận về mình đúng không, thu về mình, thì bây giờ cho ra, đi cho ra ngoài, có đúng không? Cái đó cũng là tham chứ. Thì cái tham đó người ta gọi là hào phóng. Tham đó là hào phóng. Tham đó là hào phóng. Tánh tham theo hướng âm là tham lam, theo chiều hướng dương nó là hào phóng. Tham tiền, bây giờ muốn lấy tiền về mình, tánh tham là ham muốn là đất, nhưng mà ham muốn về tài, tham tiền, muốn lấy về mình, muốn lấy tiền về mình thì nó thuộc về tham lam. Nhưng mà muốn giúp cho người khác thì giúp người ta có được tiền tốt hơn thì cũng là tham tài, nhưng mà tham theo chiều hướng dương, giúp cho người ta có tài chánh tốt hơn thì nó thuộc về tham là hào phóng, theo hướng dương là hào phóng. Rồi, tánh sân, tánh tham rồi. Chỗ này nè, nó hay lắm các anh chị. Tánh tham nó hay lắm. Nếu như mình hiểu được, mình sẽ không có bị đồng hóa khái niệm nữa. Không có thấy tham có nghĩa là nhắc đến chữ tham thôi, là không có cảm thấy tham lam, không có thấy tệ nữa. Tại vì tham nó có hai cực mà, cực âm với cực dương. Cực âm là tham lam, nhưng mà cực dương nó là hào phóng, theo hướng dương. Vậy thì người tham tốt không? Ừ, cũng tốt mà, cũng có hào phóng mà. Tham muốn, nhưng mà theo hướng dương cũng tốt chứ bộ. Nên là sẽ không có đồng hóa khái niệm nữa. Không có nói là hơi thằng này nó tham lam quá, thằng này nó tham quá, tánh này nó tham quá. Nếu tham lam thì theo hướng âm là coi như là chưa đạt. Nhưng mà nếu tánh tham thôi thì đâu có đâu, đâu có tệ đâu. Ừ. Tham giúp người à. Tham quá, nếu mà tham quá thì cái người mà hào phóng quá thì cũng không tốt, đúng không? Hào phóng quá, hào phóng gì cũng cho hết, cho đi hết luôn. Tâm thái mà hào phóng quá mức cực dương thì nó sẽ hóa âm. Nên là những người nào mà tham á, tham dương á, đi giúp người khác nhiều, giúp mà không có mưu cầu quyền lợi gì, giúp hết dương tới một mức thì tự nhiên cái quay trở ngược lại là muốn một cái gì đó cho mình. Tham quá, tham dương quá nó hóa âm. Nhưng mà người nào âm quá cũng hóa dương. Tham lam giờ cái gì cũng lấy về mình, lấy hết, gom hết cho mình, thì tới một mức độ cùng cực, nhận thức nội tâm của mình mà cảm thấy là tham lấy quá thôi cũng trả lại cái gì đó, thì cực âm nó hóa dương lại.
đó là cái rất cái đặc biệt lắm, rất đặc biệt của tánh người, đó là có âm có dương, cực âm hóa dương, cực dương hóa âm. Tánh tham được hen các anh chị. Ừ, dương quá mà không nên dương quá, đúng rồi đó. Các anh chị có biết dương quá không? Dương quá tiểu long nữ á. Dương quá thì cục tay. Phải không? Dương quá cửu long lên tương dương quá với tiểu long nữ phải không? Phải không ta? Cô à, dương quá bị cục tay. Dương quá cục tay nên là nhớ làm cái gì để con đừng có dương quá, đừng hào hứng quá. Người nào mà nội tâm mà hào hứng dương quá, điện từ dương quá qua thời gian nó âm. Có những người vui quá, vui quá cuối cùng buồn, tự nhiên hết vui cái qua thời gian cái xìu xuống. Đi ăn tiệc ăn đồ vui quá trời vui, cái cuối cùng đi về buồn hiu. Mấy ngày hôm sau tự nhiên năng lượng mình nó tuột xuống. Âm quá thì ngược lại, âm quá thì hóa dương. Người nào buồn quá buồn tới cùng cực luôn, tới một ngày nào đó cũng thấy thôi mình không chịu nổi nữa, không không thể nào ở trong cảnh này được, thì nó hóa dương lại. Bệnh tật của mình cũng vậy nè. Bệnh đó, có những bệnh mà những vị thầy á, những vị thầy đông y á, họ thấy là cái điều này nè, bệnh này nè mà giờ đang âm quá rồi. Ví dụ như họ đang dương đi, đang nóng quá, trong người đang nóng quá. Mà bây giờ cho thuốc, cho cái thuốc nam để làm sao, nước đông y làm sao cho nó hạ nhiệt lại. Thì nếu như mà dương vừa vừa thôi thì hạ xuống được. Nhưng mà bây giờ dương gần tới rồi, dương gần tới đỉnh rồi, nên là có những bài thuốc là cho cực dương luôn, cho lên tới đỉnh cao luôn. Dương quá nó hóa âm xì xuống. Tham quá nè, đó vậy đó, đó là trong y học đó. Tham đó, tham quá hóa dương. Ví dụ như có những người là Hoa Đặng hỏi nè, lấy ví dụ về tham quá hóa dương. Có những người tham hào phóng quá, giúp bạn bè của mình cái gì cũng giúp hết, giúp cho đã vô, giúp giết, giúp riết, giúp hoài cái gì cũng giúp hết. Nội tâm lúc đầu mình tưởng như đẹp lắm, giúp hết, cái cuối cùng tới một ngày á, mình muốn cái gì đó mình không biết, nhưng mà đến khi mình cần thì không có ai giúp mình hết. Cái tự nhiên cái nội tâm lúc đó nó chuyển thành tham âm luôn, chuyển ngược lại thành tham âm. À, để giúp người khác hào phóng riết, cuối cùng ra quay trở ngược lại cực dương thì nó hóa âm. Cuối cùng kêu một cái, nói một câu đó là từ nay về sau không giúp ai hết á. Mình không bàn tới ngàn, không bàn tới là nội tâm sao ha, không bàn tới tốt xấu, chỉ có bàn tới đúng một chỗ là dương quá nó hóa âm thôi. Thôi được rồi, tánh tham giờ tới tánh sân nha. Tánh tham rồi ha, giờ tánh sân nè. Tánh tham rồi tánh sân. Tánh sân. Tánh sân thì mình nãy mình định nghĩa sân là giận dữ đúng không các anh chị? Sân là giận dữ. Nếu là theo chiều âm thì nó là giận dữ. Theo chiều âm nó là giận dữ. Tham theo chiều âm là giận dữ. Nhưng mà theo chiều dương thì sao? Theo chiều dương thì sao các anh chị? Theo tham là tham theo chiều âm là giận dữ. Nhưng mà theo chiều dương thì sao? Bất bình hả? Đâu có. Bất bình đâu phải. À, ý chị Dương nói bất bình là ở dưới đúng không? Là cái âm đúng không? Giận dữ là âm, còn ở dương của nó là hài lòng. Có nghĩa là thỏa mãn. Tham, các anh chị nhớ lại cái câu lúc nãy mình ghi. Tham, tham tưởng về tài sắc danh thực thì sẽ quyết định mức độ cấp độ của sân si mạn nghi ác kiến. Đúng không? Lúc nãy mình ghi như vậy đúng không ạ?
tham tưởng về tài nè, tham tưởng về sắc, về danh, về thực, về thụy sẽ quyết định mức độ, cấp độ của cái sân của mình. Mình tham tưởng quá, cuối cùng không đạt được thì mình sân, sân dữ rồi. Ví dụ như bây giờ là buổi sáng đi, sáng Nhật Anh đi ra ngoài, đi ra ngoài đi làm. Cái là nói với vợ là chưa anh về ăn cơm, nhà vợ nấu ăn cho anh ăn, nấu cơm ăn. Thì mình tham tưởng mà, mình nghĩ là chưa về có đồ ăn ăn. Nhưng mà tự nhiên cái bữa trưa đi về nhà, tới 12 giờ đi về nhà, bỗng nhiên cái không thấy vợ đâu hết, đồ ăn cũng không có luôn. Thì nếu như mà mình tham tưởng theo hướng đó mà không được thỏa mãn thì mình sẽ giận dữ. Thông thường theo tánh người của mình á, không nói đến bao dung hay là những cái tâm thái khác, chỉ đơn thuần là tánh người thôi, thì không được thỏa mãn về tham tưởng thì mình sẽ bực bội khó chịu, nó gọi là giận dữ, đó là tánh sân theo chiều âm. Nhưng mà nếu nói một câu, nói là thôi vợ nói là hôm nay em cũng đi, em cũng bận đi ra ngoài, thôi anh ăn đỡ cái gì đi, ăn cơm ở ngoài đỡ đi, thì biết rồi, biết điều đó nên đâu có tham tưởng. Tham tưởng mình hạ xuống. Thế bữa trưa đi về nhà, bỗng nhiên đi về nhà tự nhiên thấy đồ ăn ngon, tất cả những cái món ăn gì ngon trong thiên hạ này vợ mình dọn sẵn hết ra cho mình ăn, mà đang đói bụng nữa, tham tưởng về thực được đáp ứng. Trời ơi sướng quá, đầy đủ món ăn ngon đang trong lúc đói bụng, thì lúc đó hài lòng. Đó, cái đó là tham tưởng về thực đó. Tham tưởng về thực sẽ quyết định mức độ, cấp độ của sân si mạn nghi ác kiến. Đó là ví dụ cụ thể của cái thực. Tham thực. Tham tưởng mà được đáp ứng thì nó hài lòng. Còn mà không đáp ứng thì nó sẽ sân lịch. Hoặc là si, có tánh si nữa. Tham sân là tánh si nè. Tánh si là sao? Tánh si là sao? Si là mê muội, theo chiều hướng âm nó là mê muội. Mê muội. Mê muội. Mê muội, còn dương là sáng suốt. Mê muội sáng suốt. Đánh vần để cho nên cho nên sắc tướng nha. Tránh si, có những người tham tưởng mà không được đáp ứng thì si buồn, đúng không? Kỳ vọng các con của mình đó, các anh chị, các bé đó thường là tham tưởng là muốn hôm nay được đi chơi, hứa rồi nhưng mà tự nhiên không đáp ứng, tự nhiên vì lý do nào đó nói là ba mẹ xin lỗi là hôm nay có việc không có đi được. Cái không được đáp ứng cái đó thì buồn, mê muội. Đó là si xuống theo chiều hướng âm, nhưng mà dương của nó là sáng suốt. Tham sân si mạn nghi ác kiến. Tánh si. Rồi mình tiếp tục đi. Tánh mạn. Tánh mạn. Tánh mạn là cho tánh mạng nè, tánh mạng thì này thì nó đặc biệt hơn. Tánh mạng á theo chiều âm đó là tự ti. Lúc nãy mình định nghĩa mạng có nghĩa là ngạo mạn đúng không ạ? Nhưng mà tánh mạng theo chiều âm đó là tự ti. Còn theo chiều dương á, đó là tự cao. Tự cao. Có những người quá tự cao thì qua thời gian tự nhiên tự ti à. Còn tự ti, cái gì cũng tự ti hết, tới một mức nó đổi cực ngược lại, nó là tự cao. Dương lên, tự cao lên. Cái gì cũng bị chê hết. Cái bực bội khó chịu ngông lên, ngôi lên, cái nó dương lên. Là tự cao. Tánh mạng
ngã mạn hay là ngạo mạn cũng là nó, thì nó thuộc về cái hướng dương là tự cao, cao ngạo. Tánh mạn ha, tánh nghi, tham sân si mạn nghi. Nghi, nghi nghĩa là nghi ngờ, hoài nghi, nghi ngờ. Nghi là hoài nghi. Tự cao với ngạo mạn thì nhìn cái hình tướng là nó cũng gần gần như nhau đó. Tự cao nhưng mà ngạo mạn thì nó ngôi lên nó ngông hơn. Tự cao thì có khi mình tự tôn, mình cũng có một chút cao ngạo, một chút tự cao trong đó, nhưng nó không có quá cao. Còn ngạo mạn có nghĩa là cao hơn. Do cái thang bậc này nè. Thang bậc này mình cũng chưa có làm rõ ra là theo cái thang là cái thứ tự cao lên thì nó ra sao. Tự cao thì nó cũng vừa vừa, nhưng mà hơn nữa thì ngạo mạn hơn nữa, rồi ngã mạn nữa, chấp ngã nữa. Thì nó dương lên, càng dương thì nó ra những cái chữ khác nhau. Tánh hay lo không phải là tánh si mà là tánh tưởng. Tánh hay lo đó, tưởng tượng ra, tưởng về tương lai, liệu định về tương lai, nghĩ về tương lai mà chưa xảy ra nhưng mà liệu định, suy nghĩ lung tung nên là lo lắng. Hoặc là lo lắng nó sẽ phát sinh ra đó. Cái lo lắng với lại sợ hãi đó không phải là tánh người mà nó thuộc về lớp bong bóng ảo giác, 84.000 bong bóng ảo giác. Do sự phức hợp 16 cái tánh người này, các anh chị cứ hình dung nó giống như là một cái bảng màu á, 16 cái tánh người giống như là 16 cái thang màu, bảng màu trộn vô nhau, trộn vô hết trơn, trộn vô lại thì nó sinh ra bao nhiêu màu, sinh ra hằng hà sa số màu. Thì vô lượng thì người ta nói là 84.000 bong bóng ảo giác, dân gian gọi là lớp tình, khoa học gọi là lớp cảm xúc. 84.000 bong bóng ảo giác có nghĩa là những cái ảo giác đó là những cái cảm xúc, nó không có thật, nó ảo, thì cái đó gọi là 84.000 hay là 84.000. Đúng chữ của nó là 84.000 bong bóng ảo giác, nhiều lắm. Thì lo lắng rồi sợ hãi nè, đó những cái đó là thuộc về lớp tình, thuộc về cái lớp bong bóng ảo giác, chứ nó không phải tánh người. Tánh người chỉ có 16 tánh này, nhưng mà phối hợp duyên hợp lại với nhau, cấp độ nó tạo ra cái mức độ, cấp độ khác nhau nữa. Chỉ cần á một con người tham tài nhưng mà phối với lại sân ít hơn, phối với lại tham sắc ít, thì cho ra một cái tính cách khác. Nên là 10 tỷ người trên thế giới này rất là hay, đó là không ai giống ai hết, tánh cách của con người mình khác nhau toàn diện hết, khác hết, là do sự phức hợp phối hợp này nè, phức hợp của mức độ cấp độ khác nhau của cái bảng màu này, nó cho ra tính con người khác nhau hết. Các anh chị hình dung được không ạ? Ai hỏi là nè, Hoa Đặng hỏi là không dùng tự tin hay cho tự cao? Dạ không, tánh này nè, tánh mạng nó đặc biệt hơn. Tự tin á thì nó nằm ở cái trạng thái là nhẹ nhàng trung lập, thì nó nằm gần gần ở đây, nằm gần gần ở số 0. Tự tin là đâu, không tự ti cũng không có tự cao, không dương không có âm, nhẹ nhàng. Tự tin đơn giản là tự tin thôi. Nhưng mà tự tin, có những người tự tin thì biểu hiện ra các anh chị mình thấy là tự cao không? Có những người tự tin quá, tự tin quá thì dẫn tới là tự cao, biểu hiện ra ngoài thì con người sẽ đánh giá là tự cao, nhưng thực chất là họ tự tin. Nó nằm ở khoảng này nè, tự tin mà dương lên là nó nằm ở khúc này, thì bắt đầu càng dương lên nữa thì nó sẽ lên tự cao. Còn gầm gần gần ở đây, khiêm tốn nó cũng nằm gần gần ở đây. Khiêm tốn không có gì để tự cao, cũng không có gì để tự tin, có để tự ti. Thì nó nằm gần gần ở đây, những cảm xúc đó đó, cái đó là thuộc về lớp tình, nó thuộc về trạng thái cảm xúc. Thì mình tự tin thì tốt hơn, đẹp nhất là trung đạo gần ở đây nè, nhẹ nhẹ, không quá tham lam mà cũng không quá hào phóng.
vừa phải, có những lúc nào cần hào phóng thì hào phóng, rồi không có thì rớt xuống cân bằng. Tham tưởng mình dừng lại thì nó đỡ hơn, những cái âm này thì hạn chế xài. Mà mình hạn chế thôi, mình có không muốn thì nó cũng xảy ra. Anh chị có để ý không? Mình không muốn giận đâu, nhưng nó cũng giận mà. Mình đâu có muốn tham lam, nhưng mà tánh con người mình nó tham. Mình đâu có muốn mê muội đâu. Mình không muốn nó cũng tới nữa. Không mời mà tới. Nên là tánh mạng thì nó hơi đặc biệt hơn ha. Tại vì các anh chị thấy là tánh tham là hào phóng với tham lam là nó khác nhau. Hào phóng là nó tốt. Tham lam mình nói đó, hào phóng tốt, tham lam là chưa tốt. Rồi hài lòng tốt mà mê giận dữ thì chưa tốt. Nhưng mà chưa chắc đâu, hào phóng cũng chưa chắc tốt mà. Do mình đồng hóa khái niệm đó thôi. Đẹp nhất đó là giữa ở đây. Những lúc nào cần xài những cái trên cao này thì xài, còn không có thì cân bằng. Qua ngày mai mình học tới là trạng thái rung động điện từ nội tâm và tần số rung động năng lượng. Tần số rung động năng lượng rồi nguyên lý vận hành của tiềm thức nữa. Ngày mai mình sẽ đào sâu hơn nhiều đó các anh chị. Thì mình sẽ nói tới cái phần là dùng cân bằng với dương thôi. Những cái nào âm thì hạn chế. Tin cậy, chỗ này chưa ghi nè. Tánh nghi, âm là hoài nghi, dương là tin cậy. Tin cậy, mạng nghi, ác là tánh ác. Con người của mình ai cũng có tánh ác hết. Tánh ác mà cực âm, theo chiều hướng âm nó là tàn ác. Tàn ác. Còn theo chiều hướng dương là lương thiện, ngược lại. Tin tưởng, không phải tin tưởng mà là tin cậy. Tin cậy nó mạnh hơn. Dương mà, tin tưởng thì nó gần, nó nhẹ nhẹ ở đây. Tin tưởng thì nó nhẹ hơn, cân bằng hơn. Cuối cùng là cái gì? Tham sân si mạn nghi ác kiến, tánh kiến. Tánh kiến nè, tánh ác chiều âm là tàn ác, chiều dương là lương thiện, đúng vậy. Tánh kiến là tánh theo chiều âm là cố chấp. Người này chấp kiến quá, cố chấp quá, chấp quá, cố chấp. Còn hướng dương đó là chấp nhận, cũng là chấp nhưng mà chấp nhận. Đó là 16 tánh người của chúng ta đó các anh chị. Các anh chị còn nghe Nhật Anh nói không ta? Vẫn có nghe chứ, có không à? Tự nhiên không nghe là xem lại á, xem lại thử cái mic, cái loa của máy tính xem. Dạ. Dạ. Thôi, đây là tánh người. Ngày hôm nay chúng ta đã tìm hiểu về chữ 16 cái tánh này ra làm sao. Thọ tưởng hành thức là sao nè. Thọ tưởng hành thức, tài sắc danh thực thùy, tham sân si mạn nghi ác kiến. Ha, mình đã tìm hiểu từng cái chữ đó theo tiếng Hán, chữ Hán dịch sang tiếng Việt nghĩa là sao. Rồi sau đó chúng ta đã tìm hiểu về tánh con người của mình. Đã là tánh người thì các anh chị nhớ là nó có điện từ âm dương. Bởi vì nó được bao bọc bởi điện từ âm dương. Đây, bao bọc bởi điện từ âm dương, bọc lại tánh người của mình. Nên là nó sẽ có âm có dương thì nó sẽ có dao động, sẽ có mức độ cấp độ khác nhau. Nên là con người của mình tánh khác nhau hết. Mấy tỷ người đó, 10 tỷ người là tánh khác nhau hết.
do là những cái bản màu như giờ là cái tánh người này như là những cái bản màu phối hợp lại mức độ cấp độ khác nhau cho ra những cái tánh khác nhau. Có những người thì tham tài nhiều, có những người thì tham tài ít, có những người thì tham sắc, có những người thì tham danh. Tham danh nhiều không? Tham danh nhiều nhưng không đạt được, không được tôn trọng thì sân. Tham danh quá, tham danh mà tham lam á, theo chiều hướng âm á, mà dương quá mà âm quá. Tham danh, tham tưởng về danh mà không được đáp ứng thì sân. Các anh chị thấy con của mình nè, mình tham tưởng về danh nên là con mình nó học dở đi. Học dở ảnh hưởng tới danh tiếng của dòng tộc. Gia tộc này là gia tộc học giỏi, tự nhiên cái thi mà thi có 7 điểm thì cuối cùng ra làm hoen ố thanh danh của gia tộc đó, tự nhiên là không hài lòng thì giận dữ, là không thỏa mãn về tánh danh. Có không các anh chị? Có những như vậy không? Có những cái cảnh đó trong cuộc sống không? Bảy tánh thì đúng rồi, bảy cái tánh dòng ngoài đó mình đang phân tích ra là tham sân si mạn nghi ác kiến, là cái mức độ cấp độ. Mình nhớ lại cái câu lúc nãy mình ghi đó: tham tưởng về tài, tham tưởng về sắc, tham tưởng về danh, tham tưởng về thực, tham tưởng về thùy, quyết định mức độ cấp độ. Đây nè, cái này gọi là mức độ cấp độ nè, có mức, có cấp, có thang bậc đàng hoàng. Cấp thì có âm dương, rồi mức độ cấp độ là nó chỉ cần lệch lên tí xíu thôi là nó ra cái chữ khác liền, nó ra cái tánh khác liền, rồi nó phát sinh ra. Trộn hết cái này lại nó sẽ ra là 84.000 bóng bóng ảo giác. Biết bao nhiêu là cái tính tình của mình. Ghen tuông nè, nếu có cảm xúc ghen tị, ghen tuông thì nó thuộc về cảm xúc, không phải là tánh người. Đó là lớp tình, không phải lớp tánh. Khoa học gọi tên được 34.000 tánh, 34.000 cảm xúc. Còn đúng ra nhà Phật nó là 84.000 hoặc là 84.000 bong bóng ảo giác. Đó là lớp tình, nhiều lắm các anh chị. Cảm xúc á, nội cái chữ giận dữ này thôi nè, oán trách nó khác, rồi sân si nó khác, sân giận nó khác, rồi hận thù hận nó khác. Các anh chị có thấy không? Có thấy nó không? Đó là những cái cảm xúc khác nhau á. Khoa học gọi tên ra 34.000 thôi, 34.000 cảm xúc. Nhưng mà ông nhà khoa học đó ông mất rồi, nên là chưa có ai kế thừa để làm lớn lên, để gọi tên thêm. Nên là mình phân tích ra đây là cấp độ, mức độ cấp độ của nó, 7 cái tánh này. Tham quyết định mức độ cấp độ của tham, sân, si. Sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Nhưng mà nãy giờ mình đưa ví dụ đó các anh chị, đó là tham tài thì sao đó? Tham danh, tham sắc, tham thực, nè, tham ăn. Tham ăn có những người là đói bụng không? Đói bụng lúc mà thèm ăn quá, đói quá mà không được đáp ứng. Tới giờ ăn mà không được cho ăn. Sân không? Các anh chị có thấy có ai mà tới lúc ăn mà không được ăn nó sân lên không? Có không các anh chị? Trời đói bụng quá, đói bụng muốn chết mà giờ không có miếng ăn, bực bội khó chịu. Dù cũng không có muốn đâu, nhưng mà tánh con người mình nó sân lên. Xấu tính, tính đói á, xấu tính. Rồi buồn ngủ mà không được ngủ. Buồn ngủ mà không được ngủ, wow. Giống như bây giờ nè, chuẩn bị tới lúc nghỉ rồi đó. Giờ 10 giờ mấy là có người buồn ngủ rồi. Mà nói hoài, những anh mà nói hoài. Cọc buồn ngủ đi, kêu thôi đi ngủ đi. nói hoài không ngừng mà mệt muốn chết, không cho nghỉ, không cho giải lao, không cho nghỉ. Đó là tánh tham thùy á, tham tưởng về thùy. Đáng lẽ lúc đầu là nói bình thường là nói tới 7:30 hoặc 8:00 là giải lao rồi, nhưng mà hôm nay Nhật Anh nó vô nó làm, trời ơi, nói gì tới 9:00, tham tưởng không được thỏa mãn. Không được thỏa mãn thì sân, đa phần là sân lên hoặc là si. Đó, tham tưởng mà, tham tưởng về danh không được đáp ứng thì cũng vậy, người ta không ghi nhận mình, không tôn trọng mình, buồn không? Tánh người buồn, mê muội liền. Nhưng mà hiểu ra thì sáng suốt, cũng là tánh si nhưng mà sáng suốt. Tham tưởng về danh được đáp ứng, được tung lên, được nâng lên, tung hô lên, mà theo dạng là tham danh thô nữa, trời sướng quá, được đưa lên sướng quá, thỏa mãn là hài lòng,
cười hài lòng thích, nhưng mà chỉ cần tham thô mà không đáp ứng thôi là sân liền giận dữ liền. Rồi có người hỏi là giờ quyết định cái tánh thọ cái gì nè, thọ cái gì hành ra sao nè. Thôi nói chút xíu nữa rồi ngủ nha các anh chị. Đáng lẽ là 10 giờ nghỉ, nhưng thôi hôm nay có bối cảnh đó, cho Nhật Anh xin thêm mấy phút đi. Nha, cho xin thêm mấy phút nói thọ, quyết định thọ cái gì hành ra sao. Vậy thì bây giờ nè, người mà tham tưởng về tài thì sẽ quyết định là nhận thọ, có nghĩa là nhận vào. Quyết định nhận những cái tri thức nào. Ví dụ như cái người đó có những cái tổng nghiệp á, có những, có nghĩa là trong cái tổng nghiệp của họ, họ thích, họ muốn hiểu về tài, họ thích lắm. Mình chưa nói về nghiệp thức nữa, chưa nói về tổng nghiệp, nghiệp thức, nghiệp duyên, nghiệp quả. Qua ngày mai mình nói sâu hơn hen cả nhà. Nhưng mà nói đơn giản á, là một con người có cái thức riêng, có cái nghiệp thức riêng, nên họ sẽ có một số cái tri thức, một số cái lĩnh vực là họ hấp thụ nhiều hơn những lĩnh vực khác. Ai đây nghe về tài chánh kinh doanh hào hứng không? Thích. Còn có những người nghe tới tiền, học về tiền thôi là thấy nhức đầu. Thọ nghĩa là nhận. Thọ nghĩa là nhận, thụ, thọ vào, nhận vào. Có những người nghe tính IT, công nghệ là không hiểu gì hết trơn á. Có học hoài cũng không hiểu. Còn có những người là càng nghe càng mê, càng thích. Thích tìm hiểu về công nghệ. Vậy thì tham tưởng về cái gì nó sẽ quyết định mình thọ cái đó nhiều hay ít. Rồi mình hành ra, hành có nghĩa là truy xuất ra. Khi mình cần nhớ là mình nhớ nhanh lắm. Học về y học nè, y học đi. Có những người là hấp thụ được, thọ được những cái tri thức về y học nhanh. Vừa nghe thôi là nhận được liền, trời thích quá, học được nhiều hơn, thức bắt đầu kích hoạt lên. Kích hoạt lên, thích mà nhận vô. Rồi khi mà hành có nghĩa là truy xuất ra là mình nhớ nó. Khi nào cần, ai hỏi về nó, cái tự nhiên á mình nhớ là, ủa giờ vậy thì chăm sóc lá gan sao ta, chăm sóc tim sao. Hỏi, có người hỏi cái nó kéo ra, lôi ra, nó truy xuất ra trong tàn thức, tiềm thức của mình, nó kích hoạt lên, nó kéo ra ngoài, thì lúc đó là hành. Vậy thì tham tưởng về cái gì nó sẽ quyết định, tham tưởng về cái gì đó đó, tài sắc danh thực thì nó sẽ quyết định thọ cái gì. Rồi hành ra sao, hành như thế nào, thức ra sao. Đó là một số cái ví dụ của các anh chị. Được hang các anh chị? Các anh chị nóng được tới đây ha? Được không? Các anh chị có thể cho Nhật Anh một cái biểu hiện đi, biểu hiện vật chất này. Gật đầu nè, hay cười cái này để biết này. Lúc này đừng có đánh không. Đánh không mà không có biết đâu. Này là thấy dính đi, dính đi để tôi biết. Dạ, thôi nếu vậy thì rõ rồi. Trời ơi, có ông Đặng Tranh nè. Nãy giờ là để ý thấy ông chấm 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 nhiều lắm á. Có nghĩa là tách cảnh ra đó. Tâm cảnh không dính nhau, không có nói nên lời. Thôi, mình nói đến đây thôi. Tánh người rồi mình tương đối là mình làm rõ rồi đó các anh chị. Chúng ta đã đi hết tánh người ngày hôm nay. Qua ngày mai, chúng ta sẽ học tới là ba khối đức của mình ra sao. Phước đức là gì nè, ác đức là sao, công đức là sao. Làm sao để tích tạo được công đức phước đức, tránh đi ác đức. Rồi làm sao có những cái gì nó là nó đốt phước đức của mình, hại, tổn hại đến phước đức của mình, thì mình hạn chế không có đụng vô nó. Rồi nguyên lý vận hành của tiềm thức của mình ra sao, nghiệp thức của mình là có cái gì nè, nghiệp duyên là cái gì, nghiệp quả là cái gì. Thì qua ngày mai mình sẽ nói về nguyên lý vận hành của tiềm thức hen các anh chị, và hiểu sâu về công đức phước đức, ác đức. Mình hôm nay chắc mình nghỉ ở đây đi. Nhật Anh rất là biết ơn các anh chị đã hiện diện và học tới lúc này. Xin trân trọng biết ơn các anh chị ạ. Nhật Anh sẽ mở mic để chúng ta chào nhau. Mình nghỉ ngơi thôi. Lúc này là tánh thùy nè. Tham tưởng về thùy. Mở mic ở đâu ta? Mở mic cho mọi người ạ.